Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 41. Lần này Tần Lâm mặc dù giáo huấn bọn họ, nhưng gọi bọn họ từ xa đến đây, đập ngõ hiên hoa này cũng là để cảnh cáo bọn họ. Nếu như không có được sự ủng hộ của Tần Lâm, bọn họ không thể nào đứng vững được. Những người này ít nhiều có một số sản nghiệp bất chính, Tần Lâm có thể dung túng cho bọn họ nhưng không thể dung túng quá được. Như mấy người ở ngõ hiên hoa này, rõ ràng là sản nghiệp bất chính, mà lại nói năng hành xử kiêu ngạo đến vậy, chẳng phải là muốn bị người khác xử lý sao? Sau khi xử lý xong bọn họ, Tần Lâm liền chạy thẳng đến Mỹ Phẩm Tầng Vân. Vừa nãy bị Hồ Gia Hân mắng cho một trận, Liễu Thanh Thanh rõ ràng biết chuyện này, Tần Lâm vẫn chưa giải thích, dù sao giải thích cũng không giải thích rõ được. Vừa hay bây giờ có chứng cứ, đến văn phòng Liễu Thanh Thanh là có thể giải thích rõ ràng được. Chẳng mấy chốc, anh đã đến Mỹ Phẩm Tầng Vân, bên trong văn phòng có hai cô gái đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, vẻ mặt của Liễu Thanh Thanh có hơi kỳ quái, cô ấy cúi đầu, không biết nên nói gì. Cô ấy không phải loại người dễ nổi nóng, cho dù Tần Lâm làm mấy chuyện như này, cô ấy cũng không nổi giận. Hơn nữa sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn tin anh, cảm thấy lão Tần không phải loại người như vậy. Liễu Thanh Thanh không nói nhưng Hồ Gia Hân lại không hề khách khí, nhìn thấy Tần Lâm, cô ấy liền đứng dậy, chống eo mà nói. Họ Tần kia, anh còn có mặt mũi đến đây à, sao anh không chết ở cái ngõ hiên hoa kia đi, chết trên người phụ nữ sung sướng hơn nhiều ấy. Tần Lâm liếc mắt, Hồ Gia Hân này chẳng làm được gì, chỉ biết thêm dầu vào lửa. Thanh Thanh, em nghe anh giải thích đã. Nói xong, Tần Lâm ngồi cạnh Liễu Thanh Thanh, lấy điện thoại ra, mở đoạn video kia ra rồi nói. Em xem đi, hôm qua có người nói với anh, hình khiếm nhã của bạn gái anh nằm trong tay hắn, sau đó lừa anh qua đó. Nói xong, anh liền mở đoạn video, thực sự có thể nhìn thấy Tần Lâm đi vào, hỏi cái gì đó, khoảng tầm mấy giây, sau đó liền đi ra. Liễu Thanh Thanh sững sờ, người đó cố ý hại anh sao? Tần Lâm nói, xem tiếp đã. Sau khi đi ra ngoài, camera giám sát đã quay đến cảnh bên ngoài, có thể thấy một đôi nam nữ đang quay trộm Tần Lâm. Tần Lâm lập tức nhận ra hai người này, người đàn ông này tên là Doãn Gia Minh, người phụ nữ tên Hồ Thúy Hoa, lúc trước anh có chút mâu thuẫn với họ ở văn phòng giao dịch bất động sản. Liễu Thanh Thanh sững sờ, sau đó liền nhíu mày, nhớ lại một lúc, cái tên Doãn Gia Minh này nghe quen quen. Sau khi tra lại, Liễu Thanh Thanh đã tìm được cái tên này trên máy tính. Ông ta là quản lý đại lý khu vực của công ty bọn em. Doãn Gia Minh là quản lý đại lý khu vực của chi nhánh công ty, mặc dù không phải người của tổng công ty, nhưng cũng là nhân viên của Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh không thể nào ngờ được, người lừa cô ấy lại là nhân viên của cô. Chết tiệt! Sắc mặt Liễu Thanh Thanh trầm xuống, bởi vì tên này mà cô ấy suýt nữa hiểu lầm Tần Lâm, nếu như vì chuyện này mà hai người bọn họ có hiềm khích thì đúng là không đáng. Liễu Thanh Thanh tức muốn chết, vội vàng dùng máy bàn gọi cho trợ lý. Alo, Tổng Giám Đốc Liễu ạ. Chi nhánh công ty có một quản lý khu vực tên là Doãn Gia Minh, người này dính líu đến việc bôi nhọ và lừa đảo, đuổi việc ông ta và phong sát khỏi toàn ngành, đồng thời báo cảnh sát. Vâng, Liễu Thanh Thanh muốn xử lý ai đó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nếu như là ngày thường, Liễu Thanh Thanh sẽ không tức giận đến thế. Nhưng hôm nay liên quan đến quan hệ giữa cô và Tần Lâm, cô ấy mới thực sự nổi giận. Tên Doãn Gia Minh này e rằng chết chắc rồi. Doãn Gia Minh và Hồ Thúy Hoa lúc này đang dây dưa ở nhà, hai cơ thể mập mạp quấn lấy nhau trông rất cay mắt. Khi đang trong cơn kích tình, điện thoại đột nhiên reo lên. Doãn Gia Minh sững sờ, vốn không muốn nghe, nhưng vừa nhìn thấy đây là số của công ty thì ông ta không thể không nghe. Bảo bối, anh phải nghe điện thoại. Biết đâu là công ty muốn thăng chức cho anh đấy. Doãn Gia Minh dạo gần đây tâm trạng khá tốt, lúc trước ở phòng giao dịch bất động sản, mặc dù Tần Lâm ra vẻ với ông ta, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Nhưng chuyện về sau rất thuận lợi, quay trộm được Tần Lâm gửi cho Liễu Thanh Thanh. Với thân phận của Liễu Thanh Thanh, chắc chắn không thể nào chịu nổi chuyện này. Vậy nên kết quả bọn họ chắc chắn sẽ chia tay. Tìm được một người bạn gái hoàn mỹ như Liễu Thanh Thanh là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Kết quả lại bị ông ta phá hoại, Doãn Gia Minh vừa nghĩ liền vui. Khi nghe điện thoại ông ta cũng rất vui vẻ, alo, tôi là Doãn Gia Minh. Doãn Gia Minh, tôi là Tổng Giám Đốc Hồ của chi nhánh công ty,
Bây giờ tôi đại diện tổng công ty thông báo với ông bị đuổi việc, hơn nữa toàn ngành sẽ tiến hành phong sát ông, về sau không công ty nào trong ngành mỹ phẩm sẽ nhận ông. Còn một chuyện nữa, ông dính líu đến việc lừa đảo bà chủ, gièm pha, bôi nhọ người khác, chúng tôi đã báo cảnh sát sẽ liên lạc với ông sớm thôi. Nói xong liền cúp máy. Tổng giám đốc Hồ, tổng giám đốc Hồ. Doãn Gia Minh sững sờ, ông ta chẳng nói được câu nào, đối phương đã cúp máy rồi. Tổng giám đốc Hồ. Đó chẳng phải là lãnh đạo trực tiếp của ông ta sao, tổng giám đốc của chi nhánh công ty. Sao ông ta lại bị đuổi việc, phong sát khỏi ngành, còn báo cảnh sát bắt ông ta. Doãn Gia Minh sững người, vốn muốn leo lên đỉnh cao của đời người, kết quả bây giờ lại thành ra như vậy. Doãn Gia Minh lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho mấy người bạn ngày thường có quan hệ khá tốt với mình. Hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ông ta không ở công ty nên chẳng biết chuyện gì cả. Khi gửi tin nhắn phát hiện ra mấy người bạn đều cho ông ta vào danh sách đen. Nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ, Doãn Gia Minh liền hơi hoảng, chẳng nhẽ thực sự xảy ra chuyện rồi. May mà Doãn Gia Minh còn có mấy người bạn tốt trả lời lại ông ta. Lão Doãn à, sao ông lại đắc tội Tổng Giám Đốc vậy? Hình như đích thân Tổng Giám Đốc Liễu Thanh Thanh hạ lệnh đuổi việc và đuổi ông khỏi ngành đấy. Ông chết chắc rồi, đắc tội Tổng Giám Đốc Liễu thì sao đừng hòng sống qua ngày nữa. Doãn Gia Minh cũng không còn trẻ trung gì nữa, cho dù tìm công việc nào cũng đều muốn làm quản lý. Chỉ cần ứng tuyển vị trí quản lý thì nhất định phải dùng kinh nghiệm của công việc này. Mà kinh nghiệm của công việc này bị Liễu Thanh Thanh bác bỏ, bị đuổi khỏi ngành. Không có bất kỳ ai dám dùng loại người như này. Nếu như làm ngành khác thì phải làm lại từ đầu. Doãn Gia Minh còn nhiều khoản trả góp mua nhà mua xe, bây giờ tự nhiên trở thành người bình thường, ông ta căn bản không sống nổi, không trả nổi số tiền vay mua nhà mua xe, chứ đừng nói đến cái khác. Mặt Doãn Gia Minh xám như cho, Hồ Thúy Hoa ở trên giường cũng cảm thấy buồn bực. Chồng ơi, anh làm sao vậy, làm tiếp thôi. Doãn Gia Minh tát cho bà ta một cái. Làm cái mẹ mày, đều tại mày, nếu như không phải tại mày, ông đây cũng không thảm thế. Hồ Thúy Hoa bị tát một cái mà sững người. Họ Doãn kia, anh dám đánh tôi, mẹ kiếp, anh điên à? Anh thảm thì liên quan gì đến tôi mà dám đánh tôi liều mạng với anh. Hồ Thúy Hoa cũng không phải loại yểu điệu thục nữ, cũng là con gái nhà giàu, hai kẻ mập mạp lập tức đánh lộn. Cảnh tượng trông vô cùng khó coi. Liễu Thanh Thanh ôm cánh tay Tần Lâm, dựa vào vai anh, mắt đầy áy náy mà nói. Xin lỗi anh yêu, là do em hiểu lầm anh, em không nên tin người khác, xin lỗi anh. Tần Lâm cười mỉm, kéo cằm Liễu Thanh Thanh, hôn nhẹ một cái lên môi cô, rồi nói. Không sao là do anh làm chưa tốt, sau này anh sẽ chú ý hơn. Nói xong, hai người chậm chậm hôn nhau, mùi hương thơm ngọt của Liễu Thanh Thanh thấm vào lòng anh, như làn gió xuân. Khụ khụ, ê, hai người quá đáng quá rồi đấy, coi người ta là không khí à. Hồ Gia Hân ở bên cạnh nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, hai người này chẳng giữ ý tứ gì. Đứng trước mặt cô mà hôn tới hôn lui, thực sự không coi cô là người ngoài à. Hồ Gia Hân tức đến mức liếc mắt, ôm cánh tay, vắt chéo hai chân, không uống nổi cà phê nữa. Liễu Thanh Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tách ra, mặt đỏ rực. Tần Lâm ra mặt rất dày, cũng chẳng thèm quan tâm, anh nói với Hồ Gia Hân. Cô có biết, tại sao văn phòng này ban ngày lại sáng đến vậy không? Hồ Gia Hân sững sờ, không biết. Tần Lâm đáp, bởi vì do cô sáng quá đấy. Hồ Gia Hân giờ mới hiểu ra. Được đấy, hai người bảo tôi là bóng đèn đúng không? Quá đáng quá rồi. Hồ Gia Hân tức đến trợn mắt, chưa từng thấy bạn bè thế này bao giờ, trọng sắc khinh bạn. Khi ba người đang nói chuyện thì thư ký gõ cửa đi vào nói. Tổng giám đốc Liễu, tối nay chúng ta và tập đoàn Smith có hoạt động gắn kết. Bọn họ vốn có hoạt động này, nhưng vừa thấy tổng giám đốc Liễu vui vẻ nên cô ấy không dám vào. Liễu Thanh Thanh nghĩ một lúc, kế hoạch không thay đổi, chúng ta vẫn có hoạt động gắn kết với công ty bọn họ. Hồ Gia Hân sững sờ, tập đoàn Smith, được đấy Thanh Thanh, bây giờ liên kết với cả công ty quốc tế rồi à? Liễu Thanh Thanh liếc mắt, nở nụ cười. Đừng nói nhảm, tớ là người giàu nhất cả nước đấy. Ha ha, cậu chả biết khiêm tốn gì cả. Hai cô bạn thân nói chuyện với nhau nên chẳng để ý gì,
thường xuyên làm trò, Tần Lâm nghe cũng cảm thấy thú vị. Hồ Gia Hân nói, vừa hay hôm nay tớ cũng không có việc gì, tớ đi cùng cậu, xem dáng vẻ của người giàu nhất cả nước như thế nào. Liễu Thanh Thanh gật đầu, được, không thành vấn đề, cũng không thiếu phần của cậu. Liễu Thanh Thanh nhìn Tần Lâm nói, lão Tần, anh đi với bọn em đi, có điều em cũng không có thời gian ở cạnh anh đi chơi với Gia Hân nhé. Tần Lâm gật đầu, được. Với anh mà nói cũng chẳng vấn đề gì, có vẻ như hoạt động gắn kết của công ty bọn họ cũng rất thú vị. Buổi tối, công ty Liễu Thanh Thanh lái một chiếc xe du lịch, trên xe toàn là nhân viên quản lý của công ty, toàn người có tài, bọn người đến một khu nghỉ dưỡng mới xây ở vùng biển. Nó tên là khu nghỉ dưỡng cạnh biển, khu nghỉ dưỡng này vô cùng hay, xây dựng cạnh biển, bài trí xa hoa, độ tự do cũng rất cao. Khu nghỉ dưỡng này còn có hẳn một vùng biển để mọi người bơi lội, câu cá, cho dù là buổi tối thì cũng có thể tự do hoạt động. Hơn nữa trên bãi cát còn có bếp, có than củi, có đầu bếp, chỉ cần câu được cá thì có thể nấu tại đây, vô cùng tươi. Còn có cả một đống lửa lớn, một quầy bar, đèn đóm rực rỡ, mọi người có thể quẩy ở đây cả đêm. Nhân viên phục vụ cũng rất đông, dường như không ai cần động tay động chân, chỉ cần chơi là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người xuống xe xong, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều rất hào hứng. Chẳng bao lâu sau khi đoàn của Liễu Thanh Thanh đến nơi, lại một chiếc xe du lịch đi đến. Một đám người nước ngoài xuống xe, chính là tập đoàn Smith. Một đám thanh niên xuống xe, mặc tây trang, trông rất lịch sự. Chào Tổng Giám Đốc Liễu, tôi là Smith. Smith là chủ tịch của công ty, có danh tiếng ở nước ngoài, hai công ty bọn họ hợp tác với nhau cũng được coi là cường cường liên hợp. Liễu Thanh Thanh bắt tay với anh ta, sau đó nhiệt tình mời bọn họ vào trong ăn cơm. Khi ăn cơm, Tần Lâm và Hồ Gia Hân vì không phải người của công ty nên ngồi cùng bàn với tài xế và trợ lý. Đương nhiên hai người cũng chẳng để ý, bởi vì dù là bàn nào thì cũng giống nhau, nếu như ở cùng mấy ông chủ bà chủ thì có hơi gò bó, bọn họ cũng chẳng để ý. Sau khi ngồi xuống ăn cơm, Hồ Gia Hân dựa vào Tần Lâm, nói nhỏ. Tên Smith kia chắc chắn là một tên sắc quỷ. Tần Lâm sững sờ, sao cô biết? Anh ta làm gì cô à? Hồ Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng, anh ta có cái gan đó chắc. Anh xem mắt anh ta kia, vừa xuống xe đã nhìn Thanh Thanh từ trên xuống dưới, lại nhìn tôi mấy cái, nhất định là sắc quỷ. Ồ, làm sao biết được? Nhìn hai người bọn họ thì có gì mà kỳ? Hai người bọn họ đều rất xinh đẹp, nhìn mấy cái thì có gì sai? Hồ Gia Hân nói, tôi mà ở cạnh Thanh Thanh, nếu chỉ để ý đến mặt thì Thanh Thanh xinh hơn tôi một chút. Hơn nữa, hôm nay Thanh Thanh là nhân vật chính, là bà chủ của công ty, anh ta nhất định sẽ phải chú ý Thanh Thanh mới đúng, nhưng anh ta lại nhìn tôi mấy cái, anh đoán xem tại sao lại vậy. Tại sao, Tần Lâm hiếu kỳ. Hồ Gia Hân ưỡn ngực, nói, bởi vì cơ thể của tôi rất đẹp. Tần Lâm nhìn cô ấy theo bản năng, đúng là đẹp thật. Cô gái này cũng biết phân tích phết. Hồ Gia Hân lạnh lùng hừ một tiếng, vậy nên, người đàn ông này nhất định là sắc quỷ, tí nữa thể nào cũng qua đây bắt chuyện với tôi, anh cứ xem. Mọi người ăn cơm xong, Hồ Gia Hân, Tần Lâm và mọi người đến bờ biển hóng gió, đám đồng nghiệp cũng qua đây, có người bơi lội, có người câu cá. Khi hai người đang ở trên bãi cát, giọng một người đàn ông vang lên ở phía sau. Cô gái xinh đẹp này có muốn uống với tôi một ly không? Nghe thấy thứ tiếng Trung tồi tệ này liền biết là người nước ngoài, hai người quay đầu, mặt Hồ Gia Hân lộ vẻ khinh bỉ, quả nhiên là tên Smith kia. Tần Lâm nhướn lông mày, Hồ Gia Hân này nhìn đàn ông chuẩn thật, đúng là có mắt nhìn người. Hồ Gia Hân nói, tôi bị dị ứng với cồn, không uống được rượu. Hồ Gia Hân lúc này mặc đồ bơi, lộ ra toàn bộ cơ thể của mình. Ngay cả Tần Lâm cũng không nhịn được mà nhìn mấy lần. Smith sững sờ, tự nhiên ngồi cạnh Hồ Gia Hân, có điều không có bất kỳ ý định chấm mút gì, ngược lại còn rất lịch sự mà nói. Hóa ra là vậy, chẳng trách cô không uống rượu. Hai người bọn họ không ngồi cùng bàn, nếu như là người phụ nữ khác nhất định sẽ hỏi, tại sao anh biết tôi không uống rượu? Sau đó Smith thuận lý thành chương mà đáp, bởi vì tôi vẫn luôn chú ý đến cô. Smith vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, vừa có tiền, tán giá đương nhiên cũng không khó gì. Nhưng Hồ Gia Hân không phải loại hiền lành gì, cô ấy chẳng thiếu tiền, thân phận của Smith cũng khó hấp dẫn được cô.
Ồ, thế sao, he he. Hồ Gia Hân bắt đầu bật chế độ thẳng nữ sao, nói năng cứ cười cợt, như diễn viên tấu hài. Thẳng nữ, mấy cô gái có IQ thấp. Tần Lâm ở bên cảm thấy rất buồn cười, Hồ Gia Hân này lúc ở cạnh anh nói năng không dứt, nhưng ở bên người đàn ông nước ngoài này lại không hé răng nửa lời. Smith có hơi ngại ngùng, nói mãi mà không khơi được chủ đề, có hơi buồn bực. Hồ Gia Hân đột nhiên đảo trong mắt, chỉ vào một đồng nghiệp ở bãi tắm. Anh xem, người kia bơi nhanh ghê, tôi thích mấy người bơi nhanh lắm đó. Hồ Gia Hân nói như vậy, Smith lập tức nổi hứng. Thật sao, cô Hồ, vậy thì cô hỏi đúng người rồi, sở trưởng của tôi là bơi lội. Hay là tôi biểu diễn cho cô xem nhé? Hồ Gia Hân cười nói, được, anh bơi đi. Smith nhìn Tần Lâm, đột nhiên nói. Anh đây có muốn so tài cùng tôi không? Smith thực ra đã nhìn thấy Tần Lâm từ trước rồi, Tần Lâm ngồi cạnh Hồ Gia Hân, mặc dù không có cử chỉ gì thân mật, nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy hai người rất gần gũi. Vậy nên Smith không vui, có vẻ như muốn chinh phục được Hồ Gia Hân thì nhất định phải đánh bại được người đàn ông này. Nếu như ở thành phố mà nói, Smith cảm thấy có thể dễ dàng hạ gục Tần Lâm. Chỉ cần có tiền, thì phương diện nào anh ta cũng có thể thể hiện được tính ưu việt của mình. Nhưng bây giờ đang ở khu nghỉ dưỡng ở cạnh biển, không so được mấy cái đấy. Hơn nữa trông dáng vẻ của Hồ Gia Hân dường như chẳng hứng thú với tiền. Vậy nên muốn tán được gái thì phải thể hiện cái khác. Tần Lâm sững sờ, chỉ vào mũi mình. Tôi đấu với anh. Smith gật đầu, không sai, nếu như muốn bơi thì nhất định phải có đối thủ so tài, anh thấy đúng không? Sao vậy, anh không dám à? Hay không biết bơi? Chỉ cần Tần Lâm từ chối, anh ta sẽ có mỗi đống lời lẽ để dè biểu anh, nếu như Tần Lâm không từ chối thì anh ta có cơ hội thể hiện rồi. Anh ta nhất định sẽ thắng. Những cái khác anh ta không dám nói, nhưng bơi lội thì Smith thực sự là cao thủ. Sư phụ của anh ta năm đó là Michael Phelps nổi tiếng người người, có sư phụ như vậy, trình độ của anh ta cũng thuộc dạng bán chuyên nghiệp, thậm chí có lúc phát huy tốt, còn có thể so tài với dân chuyên. So tài với mấy tên nghiệp dư thì dễ thôi, bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Smith, hoặc cũng chẳng phải đối thủ nặng ký. Smith nhắm mắt cũng có thể thắng được bọn họ, chỉ có điều không thể hiện thì sao thắng được gái xinh. Tần Lâm nghĩ một lúc liền lắc đầu, vừa định từ chối. Đột nhiên Hồ Gia Hân nói, được thôi, hai người so tài đi, ai thắng tôi sẽ hôn người ấy một cái. Hồ Gia Hân nói như vậy, Smith như được uống máu gà. Được, cô Hồ, tôi nhất định sẽ thắng và giành được nụ hôn của cô. Smith nói câu này vô cùng mờ ám, mặt cố tỏ vẻ phong độ, sau đó đổi quần bơi. Tần Lâm bất lực nói, ai bảo tôi sẽ so tài với anh ta. Hồ Gia Hân cười hi hi, lão Tần, chẳng nhẽ anh để anh ta hôn tôi à? Tôi tởm chết mất. Tần Lâm liếc mắt, đấy là do cô tự nguyện, ai bảo cô cá cược. Hồ Gia Hân bĩu môi, bất lực nói. Tôi không biết, dù sao tôi cũng nói rồi, nếu tôi thua, anh ta hôn tôi sẽ hôn anh, đến lúc đó cho anh thấy tởm. Tần Lâm cạn lời, chưa từng thấy cô gái nào không biết lý lẽ đến vậy, anh cũng không muốn đấu, nhưng cô ấy cứ bắt anh đấu, kết quả cô ấy còn ra vẻ có lý lắm. Được rồi. Nói xong, Tần Lâm cũng đi vào phòng thay đồ thay quần bơi, sau khi đi ra, ở bên bờ biển có không ít người đến xem. Nghe nói ông chủ của tập đoàn Smith muốn thi bơi, nên mọi người cảm thấy hứng thú. Sau khi hai người đi ra, đứng ở bên bờ biển, dáng người của Tần Lâm hấp dẫn không ít ánh mắt. Smith nhíu mày, có hơi buồn bực. Dáng người của anh ta vốn không tồi, loáng thoáng thấy cơ bắp, ngày thường cởi đồ cũng khiến không ít cô gái hét lên. Nhưng hôm nay ở trước mặt Tần thì có vẻ kém sắc hơn nhiều. Tần Lâm vai rộng chất dài, cởi đồ xong trông chẳng khác gì người mẫu, bắp thịt trông cũng rõ ràng. Có cơ bắp, còn rất đều đặn, thuộc dáng nam nữ đều thích. So với Tần Lâm, Smith có vẻ giống con gà gầy hơn, vừa gầy vừa bé, chẳng đẹp gì cả. Smith có hơi không phục, lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng ta so bơi lội, cũng không so cơ bắp. Đúng vậy, cũng đâu phải cuộc thi người mẫu đâu, khoe khoang cái gì, cơ thể thế này thường là bình hoa thôi, chứ đâu biết bơi lội. Mấy người ở dưới bắt đầu cổ vũ của Smith, dù sao cũng là chủ tịch công ty bọn họ, đương nhiên phải chê Tần Lâm rồi. Vóc dáng thế này chỉ hấp dẫn được phái nữ thôi, chắc là kiểu cơ bắp đi tập gym mới có, vô dụng. Smith mới là cao thủ bơi lội,
là đồ đệ chính thống của Michael Phelps, anh ấy lợi hại lắm đó. Đó là chuyện đương nhiên, tôi từng nhìn thấy Smith bơi rồi, lợi hại lắm, người thường không so được đâu, anh ấy ở trong nước trông chẳng khác gì cá cả. Một đám người nước ngoài hò reo, hình tượng của Smith lúc này có vẻ to lớn hơn nhiều. Chuyện này không có lửa làm sao có khói, dù sao mọi người nói vậy nhất định có nguyên nhân. Chắc tên Smith này cũng có trình độ nhất định, chứ không phải loại hữu danh vô thực. Mà ở bên Mỹ phẩm tầng vân, mặc dù muốn cổ vũ cho Tần Lâm, nhưng không ai quen anh. Cho dù có một ít quản lý cấp cao từng gặp Tần Lâm, biết anh là bạn trai của bà chủ nhưng thì sao chứ? So bơi lội thì liên quan gì? Ai biết anh có giỏi bơi không, có biết bơi không? Họ sợ bị vả mặt nên chẳng có ai dám cổ vũ cho anh. Chỉ có một mình Hồ Gia Hân không ngừng hét lên. Lão Tần cố lên, lão Tần cố lên. Tần Lâm liếc mắt, coi như không nghe. Một cô gái đứng dậy, chỉ vào ngọn đèn nổi phía xa rồi nói. Hai người so một vòng đi, ai chạm vào cái đèn nổi, ấn nó xuống, sau đó bơi về, ai về đến đích trước là thắng. Tần Lâm và Smith gật đầu, quy tắc này cũng hợp lý, dù sao bơi một vòng cũng cần trọng tài phán quyết. Nhưng ở đây ai có thể làm trọng tài chứ, quy định lúc nãy rất hợp lý, ở xa có một cái đèn nổi, khi bơi đến đó thì ấn nó xuống, như vậy thì người ở phía xa có thể nhìn thấy đèn nổi chìm trong nước, điều này có nghĩa là đã hoàn thành nửa chặng. Như vậy thì so tài khá công bằng. Hai người mặc xong quần bơi, đội xong mũ bơi, hiệu lệnh vang lên, hai người nhảy xuống nước. Sau khi nhảy xuống nước, Smith vô cùng tự tin, bắt đầu bơi tự do, quãng đường bơi tổng cộng khoảng 1.000 mét, anh ta không thể dùng toàn lực xông lên, nếu không đoạn sau rất dễ gặp nguy hiểm. Smith bơi một đoạn, đột nhiên dừng lại, nổi trên mặt nước nhìn xung quanh. Sao không thấy Tần Lâm đâu? Hai người bọn họ xuống biển cùng lúc, chẳng nhẽ cách biệt đến vậy sao? Smith quay đầu nhìn lại, mãi mà không tìm thấy Tần Lâm, tên này đi đâu rồi? Chẳng nhẽ chết đuối rồi à? Nếu như chết đuối thì tốt quá, vừa hay bớt đi một đối thủ. Nhìn mãi mà Smith chẳng thấy ai, nên cũng chẳng để ý nữa, chỉ tiếp tục bơi. Khi còn cách đèn nổi mấy trăm mét, đèn nổi đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó anh ta nhìn thấy Tần Lâm lộ đầu ra. Smith lúc này mới hiểu, Tần Lâm bơi chìm. Tên này bơi chìm mấy trăm mét sao? Điên à! Sức thở kinh người vậy. Smith kinh ngạc đến sững sờ, vốn cho rằng Tần Lâm tưởng chỉ là người thường hóa ra lại là cao thủ. Tên nhãi này bơi chìm, tốc độ nhất định nhanh hơn anh ta nhiều lần, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ thua. Vừa nãy chém gió như vậy, giờ mà thua thì mất mặt lắm. Smith nghiến răng, bơi thẳng về. Anh ta còn cách đèn nổi mấy trăm mét lận, nhưng Tần Lâm đã ấn đèn nổi, người ta cũng đâu biết người ấn đèn nổi là ai, đến lúc đó anh ta bảo mình ấn, người ta cũng không có cách nào phủ nhận. Smith mới bơi nửa đường đã vòng lại nên tất nhiên dẫn trước Tần Lâm mấy trăm mét, với tốc độ của Smith, chắc chắn anh ta có thể bơi về vạch đích trước. Đến lúc đó, chỉ cần anh ta lên bờ nói Tần Lâm dở trò, chưa bơi đến đèn nổi đã quay lại, mọi người chắc chắn sẽ tin anh ta. Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy dáng vẻ bơi lội chuyên nghiệp của anh ta rồi, hơn nữa bọn họ cũng không thấy bóng dáng của Tần Lâm đâu cả. Rất nhanh sau đó, Smith đã nhìn thấy vạch đích, nhưng đột nhiên một bóng đen ngoi lên mặt nước, xông đến phía trước anh ta. Chính là Tần Lâm. Sắc mặt Smith lập tức thay đổi, không ngờ động tác của Tần Lâm lại nhanh như vậy, người này là cá à? Sao lại nhanh như thế được chứ? Smith vừa rồi còn dẫn trước Tần Lâm mấy trăm mét. Nhưng chớp mắt một cái anh đã đuổi kịp rồi. Tốc độ của người bình thường sao có thể so sánh với Tần Lâm chứ? Chỉ là anh không muốn tham gia mấy cái cuộc thi này thôi, nếu không trong mấy hạng mục điền kinh thế vận hội Olympic, có mấy người có thể thắng được Tần Lâm chứ? Bơi lội được coi là kỹ thuật cơ bản nhất, Tần Lâm có thể dễ dàng nhịn thở hơn mười mấy phút, vì thế tốc độ lặn của Tần Lâm nhanh hơn Smith rất nhiều, trong chớp mắt đã đuổi kịp anh ta. Smith nhíu mày. Trong lòng vô cùng bực bội. Sau khi Tần Lâm bước lên bờ, những người của tập đoàn Mỹ phẩm Tầng Vân đồng loạt hoan hô, Hồ Gia Hân cũng cùng hét lên. Lão Tần, anh ngầu quá. Lúc này, Tần Lâm và Smith dường như đã trở thành người của hai phe, bọn họ thi nhau cổ vũ của tuyển thủ phe mình. Thấy Tần Lâm giành chiến thắng, tất nhiên mọi người đều reo hò rồi. Smith lên bờ với vẻ mặt u ám, đột nhiên lên tiếng. Anh gian lận. Anh chưa hề bơi đến đèn nổi.
Smith nói vậy khiến tất cả mọi người đều sững chạm giây lát, vừa rồi có người tưởng rằng hai đồng nghiệp này đã đến chỗ đèn nổi và cùng kéo. Vì thế đèn nổi mới chỉ biến mất một lần, nhưng theo lời Smith vừa nói thì rõ ràng không phải vậy. Lẽ nào trong hai người, chỉ có một người kéo đèn nổi? Smith dứt lời, người nhân viên đảm nhận chức trọng tài khi nãy hỏi. Anh này, vừa rồi anh bơi đến chỗ đèn nổi chưa? Tần Lâm gật đầu, tất nhiên rồi, tôi đã bơi đến đó và kéo một phát. Anh nói dối, tôi mới là người kéo đèn, anh đừng có mà chém gió nữa, vừa rồi chúng tôi chẳng ai nhìn thấy anh, có phải anh đã trốn ở một chỗ nào đó đúng không? Smith bắt đầu đổ lỗi cho Tần Lâm, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, không ai đối chứng, muốn nói thế nào thì nói. Mọi người lập tức rơi vào tình thế khó xử, cứ tiếp tục tranh luận như vậy thì sẽ không có kết quả. Hai người đều nói mình là người kéo, nhưng không ai thấy cả, cũng không thể bảo bọn họ thi đấu một lần nữa. Vẻ mặt Smith lộ ra vẻ chế nhạo, rõ ràng bây giờ có rất nhiều người tin anh ta. Bởi vì màn tự giới thiệu của anh ta vừa rồi, mọi người đều biết Smith là đệ tử của Phèo, có người sư phụ như vậy, trình độ bơi lội của anh ta tất nhiên không phải nói suông. Anh ta lợi hại như vậy chắc chắn chẳng thể nào không chạm vào đèn nổi đã quay về. Cho dù Tần Lâm thắng, chắc chắn tốc độ hai người cũng tương đương nhau, nếu vừa rồi hai người họ đến chỗ đèn nổi cùng lúc thì chắc chắn sẽ đồng thời kéo đèn nổi. Hiện giờ, đèn nổi chỉ chìm xuống một lần, nhưng hai người lại đồng thời về đích, như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là Tần Lâm chưa bơi đến chỗ đèn nổi đã quay lại. Trọng tài ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hiệp đấu lần này, Smith thắng. Tần Lâm nghe vậy thì nhíu mày. Cái gì, một trận đấu bình thường mà cũng có còi đen à? Tuy rằng không phải chiến thắng gì to lớn, cũng chẳng có giải thưởng gì, nhưng Tần Lâm vẫn không muốn để Smith chiến thắng như vậy. Mấu chốt là vật cá cược này hơi đặc biệt, đó chính là một nụ hôn của Hồ Gia Hân. Dù sao đây cũng là bạn thân của Liễu Thanh Thanh, Tần Lâm không thể để cô ấy chịu thiệt thòi. Hồ Gia Hân cũng đứng dậy với vẻ mặt bực bội. Đúng vậy, các người dựa vào cái gì mà nói lão Tần nửa đường quay lại? Mà không bảo Smith. Những người khác bật cười khinh bỉ nói. Nói đùa gì vậy, sao Smith có thể gian lận được? Cô không biết Smith là ai hả? Đó là đồ đệ của Phèo đó. Đúng vậy, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy trình độ bơi của Smith rồi, gần như ngang ngửa với các nhà vô địch Olympic. Lẽ nào, cô định nói tên họ Tần kia còn giỏi hơn cả quán quân Olympic? Là quán quân thế giới chắc? Nghe thấy đống lời chế nhạo của mọi người, Tần Lâm bật cười khinh bỉ. Ha ha, các người tự hỏi anh ta đi. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Tần Lâm, Smith thấy hơi chột dạ, dù gì thì chính anh ta mới là người gian lận, với cả cũng chỉ có Tần Lâm và anh ta biết. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta không thể để mất mặt được. Smith cắn răng tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Tất nhiên là tôi đã đến điểm cuối rồi. Còn chuyện anh Tần đây có đến điểm cuối hay không thì tôi không biết. Anh ta vừa dứt lời. Đám nhân viên bên công ty Smith liền mỉm cười đắc ý, trên mặt viết rõ hai chữ châm chọc. Nói đùa gì vậy, dám thi bơi với Smith à? Đúng là nằm mơ. Trên mặt các nhân viên mỹ phẩm tầng vân đều lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù Tần Lâm không phải người của công ty bọn họ, nhưng bây giờ Tần Lâm đang đứng về phía họ. Vì thế chuyện thắng thua của Tần Lâm liên quan đến thể diện của bọn họ. Hồ Gia Hân nhíu mày, hơi không tin lắm. Vừa rồi Tần Lâm xuống nước tự tin như thế, theo sự hiểu biết của cô về Tần Lâm, nếu không phải sở trường của anh thì chắc chắn anh sẽ không khoe khoang. Sao, Smith nói thế nào thì chính là thế đó à? Ở đây không có camera, anh ta phét lác thế nào cũng không có ai làm chứng. Hồ Gia Hân nói xong, đám nhân viên bên Smith đồng loạt bật cười khinh bỉ. Sao, không dám nhận thua à? Chủ tịch của chúng tôi đã nói rồi, chính anh ấy đã đến điểm cuối. Chúng tôi thấy anh Tần này quay về nhanh như vậy, sao anh ta có thể dẫn trước chủ tịch của chúng tôi xa như vậy chứ? Đúng vậy, dẫn trước một chút còn có thể, nhưng dẫn trước xa như thế là chuyện không thể nào. Hay là để anh Tần tự nói đi, rốt cuộc là ai đã chạm vào điểm cuối? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tần Lâm, ai nấy đều muốn biết kết quả. Tần Lâm dù gì cũng là người trong cuộc, bọn họ muốn xem rốt cuộc Tần Lâm có mặt dày nói mình về đích trước không? Đón nhận ánh mắt của mọi người, Tần Lâm bật cười mỉa mai. Chính tôi là người đã chạm vào nó. Tần Lâm nói vậy khiến tất cả mọi người náo động.
hai người này đều nói mình đến trước, vậy chắc chắn có một người nói dối. Trọng tài sửng sốt giây lát rồi nhíu mày hỏi. Vậy có phải hai người chạm vào cùng lúc không, vì thế chúng tôi mới chỉ nhìn thấy đèn tắt một lần. Tần Lâm lắc đầu, anh ta cách tôi rất xa. Những gì Tần Lâm nói đều là sự thật, với tốc độ của Smith, vốn không thể đuổi kịp Tần Lâm, đến nhìn còn không thấy, rớt lại phía sau mấy trăm mét, sao có thể chạm vào cùng lúc được. Sắc mặt Smith lập tức đỏ ửng lên, chỉ tay vào Tần Lâm nói. Anh nói láo, rõ ràng là tôi đến chạm vào đèn trước, trình độ bơi lội của anh không thể so sánh với tôi. Nhiều người ở đây đều làm chứng cho tôi, lẽ nào tôi bơi chậm hơn anh à? Smith mặt đỏ tía tai, rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận, nhưng chỉ có mình Tần Lâm biết nguyên nhân. Tần Lâm nói thế khiến tất cả mọi người đều không hài lòng. Họ Tần kia, anh đừng nói linh tinh, thua thì nhận, đừng có ngậm máu phun người. Đúng vậy, anh nói như vậy chẳng khác nào nói chủ tịch của chúng tôi gian lận. Các người là công ty quốc tế, không thể dung thứ cho loại nhân phẩm thế này được. Những người khác không biết, còn tưởng Smith thắng thật. Dù sao trình độ bơi lội của chủ tịch bọn họ cũng tốt thật. Còn Tần Lâm chưa hề thể hiện trình độ bơi lội của mình. Tần Lâm cười mỉa mai, ồ, tôi ngậm máu phun người sao? Trong mắt bọn họ, chủ tịch là hình tượng đại diện cho toàn công ty, nếu chủ tịch gian lận, vậy sẽ liên quan đến vấn đề nhân phẩm, nghĩa là nhân cách của toàn bộ công ty không đường hoàng cho lắm. Đặc biệt là người nước ngoài rất coi trọng khía cạnh này. Nếu nhân phẩm của chủ tịch của bọn là loại như vậy, không chừng sẽ có nhân viên từ chức. Bọn họ cho rằng xếp kiểu này sẽ không làm nên trò chống gì. Lúc này, Smith đã đâm lao thì phải theo lao, anh ta cắn răng nói, họ Tần kia, nếu anh nói chính anh đã chạm vào đèn, thì mời anh đưa ra chứng cứ chứng minh, nếu không thì đừng đứng đây ăn nói linh tinh. Smith là loại người da mặt dày, điếc không sợ súng, ở đây là biển cả mênh mông, lại không có chứng cứ, ai có thể chứng minh Tần Lâm đã chạm vào điểm cuối chứ? Chẳng lẽ giờ đi hỏi đám cá dưới biển à? Dù sao trình độ bơi của anh ta đã được mọi người công nhận rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người tin anh ta hơn. Tần Lâm bật cười khinh bỉ, nhìn trọng tài hỏi. Cái đèn nổi ở điểm cuối dùng sợi dây gì để kéo? Trọng tài sững sờ giây lát, dùng sợi dây thừng rất dày. Smith phản ứng cực kỳ nhanh chóng nói. Đúng vậy, tôi đã chạm vào sợi dây thừng, anh xem lại anh đi. Loại dây gì cũng chẳng biết mà vẫn ngoan cố nói mình chạm vào trước. Anh có biết xấu hổ không hả? Tần Lâm bật cười khinh bỉ, xòe tay ra, trong tay là một đoạn sợi dây thừng. Sợi dây thừng dùng để kéo đèn nổi là loại được kết lại từ 8 đoạn dây thừng, đoạn dây thừng trong tay Tần Lâm chính là một đoạn trong đó. Thấy đoạn dây thừng trong tay Tần Lâm, tất cả mọi người đều ngây người ra. Đoạn dây thừng này chính là bằng chứng thép. Vừa rồi khi Tần Lâm xuống nước, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hai tay anh trống trơn, không có gì cả, mà sau khi Tần Lâm lên bờ, cũng chưa có đi đâu. Cũng không thể nào có chuyện nhặt được đoạn dây thừng này dưới biển được. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người, Tần Lâm cười mỉa mai nói. Nếu các người không tin, có thể ra kia lấy đoạn dây thừng của đèn nổi về đây đối chiếu. Đã nói đến mức này rồi, trong lòng mọi người đều đã biết rõ rành rành, những gì Tần Lâm nói chắc chắn là sự thật. Không cần thiết phải lấy dây thừng về đối chiếu nữa, nếu đem dây thừng về thật thì sẽ chỉ khiến Smith mất mặt thêm mà thôi. Smith mặt đỏ tía tai, sắc mặt vô cùng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, trình độ bơi lội của anh Tần cũng không tồi nhỉ, được rồi, mọi người mau đi ăn thôi. Dù sao Smith cũng là chủ tịch, vì thế nhân viên công ty bọn họ tất nhiên không dám châm chọc. Còn về phía mỹ phẩm Tầng Vân, bọn họ phát huy phong cách nên cũng không đề cập đến chuyện này. Chuyện này cứ thế mà trôi qua. Tần Lâm cũng không nói nhiều, đi đến trước mặt Hồ Gia Hân cười nói. Tôi đã giúp cô một lần đấy nhé, cô nên cảm ơn tôi chứ nhỉ. Hồ Gia Hân nở nụ cười xấu xa, đột nhiên đi đến trước mặt Tần Lâm, chu môi, hôn lên mặt anh. Hôn bẹp một miếng rồi nhanh chóng tách ra. Mặt Hồ Gia Hân hơi đỏ lên, nhanh chóng quay đầu rời đi. Ai cần anh giúp tôi? Tôi chỉ là đang thực hiện cá cược mà thôi. Tần Lâm sửng sốt một hồi, hơi lúng túng sờ mũi, cô Hồ Gia Hân này cũng bạo thật đấy, nếu để Liễu Thanh Thanh nhìn thấy thì sẽ không dễ giải quyết đâu. Mặc dù Liễu Thanh Thanh không nhìn thấy, nhưng Smith lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thấy màn này, Smith nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông lên đánh Tần Lâm.
Không được, không thể mất mặt trước mặt Hồ Gia Hân như vậy được, nhất định phải lấy lại thể diện. Smith dù sao cũng là nhân vật tai to mặt lớn trong giới thượng lưu, ngoài tiền, anh ta còn rất hiểu biết. Anh ta không thể để xấu hổ trước mặt ngươi mình thích chỉ vì nguyên nhân còn con này. Cuối cùng Smith đã tìm thấy cơ hội lấy lại thể diện, trong mắt anh ta, loại người tầm thường như Tần Lâm chẳng là cái đinh gì gì, muốn hạ bệ Tần Lâm là một chuyện quá đơn giản. Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện về các chủ đề khác, cuối cùng đã hoàn toàn bỏ qua câu chuyện kia. Có người nhắc đến vấn đề phong thủy, Smith đột nhiên lên tiếng. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về phong thủy Hoa Hạ, có thể nói là một đại sư. Thời gian trước, khi ở chỗ Quan Thế Âm Nam Hải, tôi đã thỉnh được một mặt dây chuyền quan âm cực kỳ đẹp. Nói rồi, Smith lấy ra trong túi áo một chiếc mặt dây chuyền phỉ thúy, chính là mặt hình thế âm mày xanh lục bảo, cực kỳ đẹp. Smith nói, như người ta nói, nam đeo quan âm, nữ đeo Phật, khi tôi đeo mặt quan âm này, tất nhiên sẽ được bảo vệ bình an. Smith nói vậy khiến tất cả mọi người lập tức kính trọng anh ta. Không ngờ một người ngoại quốc lại có thể nói rõ ràng những thứ này, thậm chí có rất nhiều người Hoa Hạ cũng biết đến những điều này. Những thứ đồ như quan âm, Phật không thể nói mua, mà phải nói là thỉnh. Rất nhiều người Hoa Hạ không hiểu những quy tắc này, nhưng Smith lại rất am hiểu, xem ra quả thật là đã từng nghiên cứu qua. Smith lấy mặt dây chuyền ngọc quan âm đó ra, màu sắc rất hài hòa, trông cực kỳ đẹp, mọi người ai nấy đều khen ngợi. Chủ tịch, cho tôi mượn xem thử với. Smith lắc đầu, thần bí nói. Chiếc mặt quan âm này của tôi đã được khai quang rồi, ngoài tôi ra, không ai được chạm vào nó, mọi người chỉ được xem thôi, những thứ thế này, giá cả không hề rẻ đâu. Không ai nghi ngờ lời nói này của Smith, ngay cả Tần Lâm cũng vậy. Vì đây dù sao cũng là chủ tịch của tập đoàn quốc tế, người ta chắc chắn không thiếu tiền, ngọc phỉ thúy này là loại băng cực phẩm cực kỳ đắt đỏ. Tần Lâm liếc nhìn rồi lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Khi Smith lấy đồ ra, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Tần Lâm, anh ta lấy thứ này ra trước mặt mọi người chủ yếu là để khoe khoang với Tần Lâm. Tranh giành chút thể diện trước mặt Hồ Gia Hân, thế nhưng nụ cười khinh khỉnh vừa rồi của Tần Lâm khiến anh ta cảm thấy vô cùng bực bội. Hình như anh Tần biết rất rõ về thứ này. Hay là chúng ta giao lưu một chút đi? Anh thấy mặt quan âm này thế nào? Tần Lâm cười chế nhạo, nếu anh ta không hỏi thì Tần Lâm đã không nói, nhưng nếu đã hỏi rồi, thì anh đương nhiên phải trả lời thật lòng. Chiếc quan âm này không đáng một đồng nào, thậm chí cho không cũng không cần. Tần Lâm vừa dứt lời, sắc mặt Smith liền tối sầm lại, anh ta lập tức bật cười chế nhạo nói. Anh thích nói luyên thuyên thật đấy, tôi phải bỏ ra 3 triệu tệ mới thỉnh được chiếc quan âm này về đó, là loại phỉ thúy băng có giá trị cao nhất, thế mà anh lại dám nói nó không đáng một đồng. Nếu anh không hiểu, chúng tôi sẽ không chê cười anh, nhưng mà tốt hơn hết là anh đừng nên nói năng linh tinh. Những người khác cũng tỏ ra không hài lòng. Đúng vậy, nói năng luyên thuyên, cứ làm như mình hiểu lắm ý. Không hiểu thì đừng ăn nói bậy bạ, chúng tôi không hiểu nên chúng tôi không nói gì cả, chỉ cần nghe anh Smith giảng dạy là được rồi. Ha ha, có một số người cứ tỏ vẻ học rộng hiểu sâu, thích nói gì đó để thể hiện mình là người khác biệt, nhưng thực ra loại người này chỉ đang cố tăng cảm giác tồn tại mà thôi. Hồ Gia Hân cũng nhíu mày, cô là người hiểu rất rõ về trang sức châu báu, mặt dây chuyền phỉ thúy này của Smith chắc chắn là loại phỉ thúy băng, giá trị không hề rẻ, màu sắc cũng hiếm có, cái giá 3 triệu là không phải nói quá. Có lẽ lão Tần nhìn nhầm rồi. Thấy Hồ Gia Hân nhíu mày, Smith thầm vui mừng khôn xiết, xem ra lần này đã đánh trúng tâm lý của Hồ Gia Hân rồi. Hồ Gia Hân là chuyên gia về châu báu trang sức, nào có loại châu báu tốt nào có thể thoát khỏi tầm mắt của cô chứ? Smith nói, Hồ tiểu thư, cái mặt phỉ thúy này của tôi được chứ? Để tôi lấy xuống cho cô xem. Nói rồi, Smith tháo mặt phỉ thúy xuống đưa cho Hồ Gia Hân. Mọi người lập tức ồ lên. Chủ tịch, anh thiên vị quá, vừa rồi còn nói không ai được động vào, mà giờ lại đưa cho Hồ tiểu thư, xem ra sức hút của Hồ tiểu thư lớn quá. Smith chỉ cười nhạt, cũng không giải thích, ngồi bên cạnh với vẻ mặt thích thú, đợi lời khen của Hồ Gia Hân. Cầm ngọc quan âm này trong tay, Hồ Gia Hân liền nhíu mày. Quả đúng là phỉ thúy tốt. Dù nhìn ngắm thế nào, độ tinh khiết của phỉ thúy này đều rất hiếm có, mặt quan âm được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả cô cũng không soi mói được khuyết điểm nào. Nếu đặt khối quan âm phỉ thúy này ở cửa hàng châu báu Gia Hân,
ít cũng phải được bán với giá 5 triệu tệ. Cũng được đấy. Hồ Gia Hân cũng không nói gì nhiều, chỉ miễn cưỡng khen ngợi một câu, cô đứng về phía Tần Lâm nên cũng không muốn khen miếng phỉ thúy này nhiều. Trên mặt Smith lộ ra vẻ hài hước nói. Anh Tần, ngay cả Hồ Tiểu Thư cũng nói Ngọc Quan Âm này khá tốt, mà anh lại nói nó không đáng một đồng. Thấy bẽ mặt chưa, anh đừng nói với tôi là anh am hiểu về châu báu hơn Hồ Tiểu Thư đấy nhé. Smith khoanh tay nói với vẻ mặt vui đùa, anh ta đã ghim Tần Lâm rồi, hôm nay nhất định phải khiến Tần Lâm mất mặt trước Hồ Gia Hân. Tần Lâm lạnh nhạt cười một tiếng rồi nói. Tất nhiên là tôi không am hiểu châu báu bằng Gia Hân rồi, nhưng Gia Hân chỉ am hiểu về châu báu, chứ không hiểu về phong thủy. Nếu miếng ngọc này là một khối đá riêng biệt thì quả thực là có giá trên trời, nhưng điều khắc thành Quan Âm thì lại là chuyện khác. Tần Phong nhận lấy Ngọc Quan Âm từ tay Hồ Gia Hân, Smith thấy vậy thì cau mày nhưng không nói gì cả. Tần Lâm cầm Ngọc Quan Âm đặt xuống trước mặt mọi người, rồi chỉ vào chỗ giữa lông mày nói. Nhìn này, có một chấm đỏ giữa đôi lông mày của Quan Âm. Tần Lâm nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn theo, quả nhiên thấy một chấm đỏ. Tần Lâm vừa dứt lời, Smith lập tức lên tiếng. Anh thì hiểu cái gì, đỏ là phỉ, xanh là thúy, mặc dù thuần xanh là cực phẩm, nhưng xanh đỏ đan xen cũng cực kỳ hiếm. Đặc biệt là khi màu đỏ ở đúng ở vị trí chính giữa hai lông mày, từ đây có thể thấy được tay nghề của đại sư, đặt chấm đỏ ở giữa mi tâm, khiến nó càng thêm đẹp đẽ hơn, anh chẳng hiểu cái gì. Smith cất công tìm một đống lý do, cuối cùng cũng tìm được chỗ tài giỏi hơn Tần Lâm, chỉ muốn chế nhạo Tần Lâm cho đến chết. Tần Lâm nghe vậy thì bật cười khinh bỉ. Xanh đỏ giao thoa, điểm mi tâm, tôi thấy anh thật là thiển cận. Ngọc Quan Âm chú trọng phần mặt phải sạch sẽ, miếng ngọc này của anh không chỉ có phần mặt không sạch, mà giữa mi tâm còn có sắc đỏ máu tai họa. Anh đeo miếng ngọc bội này, tôi đảm bảo trong 3 ngày anh sẽ gặp tai họa chảy máu. Tần Lâm nói xong, Smith lập tức đứng dậy. Anh nói láo, anh mới có tai họa chảy máu. Hồ Tiểu Thư, cô đừng tin anh ta. Ngày mai chúng ta đi chơi tam tháp, đừng tin tên khốn khiếp này. Anh ta vô lễ như vậy, ngày mai e là sẽ xúc phạm đến thần linh, ngày mai Hồ Tiểu Thư phải đi theo tôi mới được. Hồ Gia Hân nhíu mày nói. Đến lúc đó rồi nói. Nói xong, mọi người liền giải tán trong sự buồn bực, ai nấy đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi trở về, Hồ Gia Hân gửi tin nhắn Zalo cho Tần Lâm. Này, lão Tần! Những gì anh nói là sự thật hả? Anh ta có tai họa chảy máu thật à? Tần Lâm nói, đương nhiên rồi, ngày mai cứ đợi mà xem. Tần Lâm nói xong, Hồ Gia Hân mang lòng tò mò chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nhân viên hai công ty cùng đi tham quan di tích lịch sử địa phương Tam Tháp. Tam Tháp là kỳ quan hoa hạ, là điểm du lịch cấp 5A, 3 tòa pháp cao sừng sững giữa núi non trùng điệp. Điểm đặc biệt của Tam Tháp ở chỗ 3 ngọn tháp này không hề có móng, nhưng vẫn có thể đứng vững suốt 1000 năm. Nơi này của Đông Hải đã trải qua 2 cơn động đất mạnh, một lần cấp 8, một lần cấp 10. Sau 2 cơn động đất này, gần như toàn bộ Đông Hải đã bị san bằng. Nhưng dù vậy, 3 ngọn tháp này vẫn đứng hiên ngang không đổ, bất chấp việc không có móng, đây chính là kỳ tích của nhà Phật. Nơi đặt 3 ngọn tháp này là kinh đô của Phật giáo Chùa Tông Thánh. Bước vào chùa Tông Thánh, trước cửa có 2 tấm biển, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, tráng lệ. Chỉ những ngôi chùa cấp cao nhất của Phật giáo mới được sử dụng tấm biển màu vàng, chính là chùa Tông Thánh. Bước vào chùa Tông Thát tức lên tiếng. Anh thì hiểu cái gì, đỏ là phỉ, xanh là thúy, mặc dù thuần xanh là cực phẩm, nhưng xanh đỏ đan xen cũng cực kỳ hiếm. Đặc biệt là khi màu đỏ ở đúng ở vị trí chính giữa 2 lông mày. Từ đây có thể thấy được tay nghề của đại sư, đặt chấm đỏ ở giữa mi tâm, khiến nó càng thêm đẹp đẽ hơn, anh chẳng hiểu cái gì. Smith cất công tìm một đống lý do, cuối cùng cũng tìm được chỗ tài giỏi hơn Tần Lâm, chỉ muốn chế nhạo Tần Lâm cho đến chết. Tần Lâm nghe vậy thì bật cười khinh bỉ. Xanh đỏ giao thoa, điểm mi tâm, tôi thấy anh thật là thiển cận. Ngọc Quan Âm chú trọng phần mặt phải sạch sẽ, miếng ngọc này của anh không chỉ có phần mặt không sạch. Mà giữa mi tâm còn có sắc đỏ máu tai họa. Anh đeo miếng ngọc bội này, tôi đảm bảo trong 3 ngày anh sẽ gặp tai họa chảy máu. Tần Lâm nói xong, Smith lập tức đứng dậy. Anh nói láo, anh mới có tai họa chảy máu. Hồ Tiểu Thư, cô đừng tin anh ta, ngày mai chúng ta đi chơi tam tháp, đừng tin tên khốn khiếp này. Anh ta vô lễ như vậy,
ngày mai e là sẽ xúc phạm đến thần linh, ngày mai Hồ tiểu thư phải đi theo tôi mới được. Hồ Gia Hân nhíu mày nói. Đến lúc đó rồi nói. Nói xong, mọi người liền giải tán trong sự buồn bực, ai nấy đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi trở về, Hồ Gia Hân gửi tin nhắn Zalo cho Tần Lâm. Này, lão Tần, những gì anh nói là sự thật hả? Anh ta có tai họa chảy máu thật à? Tần Lâm nói, đương nhiên rồi, ngày mai cứ đợi mà xem. Tần Lâm nói xong, Hồ Gia Hân mang lòng tò mò chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nhân viên hai công ty cùng đi tham quan di tích lịch sử địa phương Tam Tháp. Tam Tháp là kỳ quan hoa hạ, là điểm du lịch cấp 5A, ba tòa pháp cao sừng sững giữa núi non trùng điệp. Điểm đặc biệt của Tam Tháp ở chỗ ba ngọn tháp này không hề có móng, nhưng vẫn có thể đứng vững suốt nghìn năm. Nơi này của Đông Hải đã trải qua hai cơn động đất mạnh, một lần cấp 8, một lần cấp 10. Sau hai cơn động đất này, gần như toàn bộ Đông Hải đã bị san bằng. Nhưng dù vậy, ba ngọn tháp này vẫn đứng hiên ngang không đổ, bất chấp việc không có móng, đây chính là kỳ tích của nhà Phật. Nơi đặt ba ngọn tháp này là kinh đô của Phật giáo chùa Tông Thánh. Bước vào chùa Tông Thánh, trước cửa có hai tấm biển, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, tráng lệ. Chỉ những ngôi chùa cấp cao nhất của Phật giáo mới được sử dụng tấm biển màu vàng, chính là chùa Tông Thánh. Bước vào chùa Tông Thánh, Smith dù gì nói về những thứ trong đây y như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Thuộc như lòng bàn tay bắt đầu giới thiệu từng cái một cho mọi người. Ngay cả những người dân địa phương cũng cực kỳ khâm phục, Smith biết nhiều quá, có vẻ cũng được coi là một đại sư. Tần Lâm và Hồ Gia Hân chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, không hề xen lời. Hồ Gia Hân hỏi, lão Tần, anh nghĩ đây có phải sự thật không? Tần Lam gật đầu, 7-8 phần là thật, xem ra cũng hiểu biết chút chút. Có thể thấy anh ta đã bỏ ra không ít công sức, nếu không sẽ không nói luyên thuyên, nhưng đây chỉ là những lời giới thiệu sơ sơ mà thôi. Nếu mới một hướng dẫn viên du lịch đến đây cũng có thể giải thích rõ ràng cho mọi người. Hồ Gia Hân gật đầu, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cảm thấy cũng khá tài giỏi. Đi đến trước một bức tượng Phật, Smith nói. Mọi người không cần vái cái này, đây là thần ôn dịch, mọi người đi vòng qua đi. Tần Lâm nghe thế thì bật cười khinh bỉ. Smith nhíu mày, nói với giọng điệu không hài lòng. Anh cười cái gì? Tần Lâm nói, tôi cười vào sự ngu ngốc của anh, loại người như anh mà cũng vái thần hả, lại còn nói tôi xúc phạm thần linh, tôi thấy người xúc phạm thần linh là anh mới đúng. Smith trợn mắt, ý anh là gì? Tôi xúc phạm thần linh khi nào? Anh nói rõ ràng đi. Tần Lâm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hung ác của thần ôn dịch nói. Đây là thần ôn dịch, vốn là vị thần trên trời, bởi vì Ngọc Hoàng muốn trừng phạt người dân Đông Hải, nên phái ông ấy mang theo bệnh dịch xuống trần gian. Nhưng khi tới đây, ông ấy phát hiện ra người dân Đông Hải chất phác, lương thiện, cho nên vị thần đã nuốt hết ôn dịch, cứu người Đông Hải, thế nên mới trở thành thần ôn dịch. Những thứ đáng sợ như hoa văn đen ngòm khắp người, con rắn bên cạnh, đầu lâu này, thực tế chính là vì cứu người dân Đông Hải, nên bản thân vị thần này mới biến thành như thế. Vì vậy thần ôn dịch không phải là vị thần mang lại xui xẻo cho con người, mà là thần tạo phúc cho nhân dân. Nhìn thấy thần ôn dịch không những không vái lạy mà còn vòng qua, anh mới chính là người xúc phạm thần linh đấy. Rốt cuộc anh có hiểu hay không? Nếu không hiểu thì đừng nói linh tinh ở đây. Tần Lâm nói xong liền một mình vái lạy thần ôn dịch. Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh ra, chả trách ở đây lại phải thờ một vị thần ôn dịch, thì ra là thần ôn dịch không phải mang lại xui xéo mà là để phù hộ cho sự bình an của mọi người. Tất cả không ai nói gì, lần lượt đứng trước mặt thần ôn dịch, thành tâm vái lạy, ngay cả Hồ Gia Hân cũng ngoan ngoãn lạy vài cái. Sắc mặt Smith đỏ bừng bừng, bị Tần Lâm nói cho không biết giấu mặt vào đâu, không ngờ thần ôn dịch này lại giải thích như thế. Thật sự quá mất mặt. Smith nghiến răng nghiến lợi, nỗi thù hận trong ánh mắt nhìn Tần Lâm càng thêm nồng đậm. Mặc dù mọi người không ai nói gì, nhưng ai nấy đều vái lạy trước thần ôn dịch đã nói lên kết quả, bọn họ tình nguyện tin tưởng Tần Lâm hơn Smith. Smith đứng đó cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là ngay cả nhân viên công ty anh ta cũng vái lạy, khiến sắc mặt Smith xa sầm lại. Smith lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Tôi chưa bao giờ tin vào thần ôn dịch. Cả ngôi chùa Tông Thánh này có tất cả mấy trăm pho tượng Phật, nếu quỳ từng pho một thì e là phải quỳ đến sáng mai cũng không xong. Nói rồi, Smith bước đến trước tượng ôn dịch,
khinh thường đá hất cái đệm hương bồ trên mặt đất, vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tần Lâm nhíu mày nói. Anh bất mãn với tôi cũng không sao, nhưng anh tốt hơn hết là đừng xúc phạm đến thần linh. Tần Lâm dứt lời, Smith liền bật cười khinh bỉ, ha ha, còn dạy dỗ tôi nữa cơ à? Anh nghĩ mình hiểu rộng biết nhiều lắm à? Một vị thần ôn dịch mà cũng đáng để chúng ta vái lạy như thế sao, tôi cứ thích khiêu khích ông ta đấy, làm gì được tôi nào? Nói xong, Smith lại đá chân vào cái đệm hương bồ. Mặc dù Tần Lâm kịp ngăn cản, nhưng anh không hề có ý địch can ngăn, anh ta cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Cú đá này của Smith đã đá một tấm nệm hương bồ bay thẳng ra ngoài, đập vào chiếc bàn phía trước. Thật trùng hợp khi một chiếc chân bàn, rắc rắc, một tiếng rồi nứt gãy, một bức tượng Phật trên bàn cũng từ từ đổ xuống. Đây là hộ pháp bên trái của thần ôn dịch, cao bằng hai người, đập thẳng xuống khiến mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Sắc mặt Smith lập tức thay đổi, không kịp tránh ra, rầm một tiếng, bức tượng đập thẳng vào trán Smith. Smith lập tức bị đập ngã xuống đất, kêu la đau đớn. Mọi người theo bản năng lùi lại một bước, rồi vội vàng lao đến. Chủ tịch, anh không sao chứ? Mọi người đỡ Smith dậy, thì thấy không có gì nghiêm trọng, may mà bức tượng Phật này rỗng bên trong, nếu pho tượng thần ôn dịch kia đổ xuống thì Smith đã toi đời rồi. Trên trán bị pho tượng đập xuống gây ra một vết thương không ngừng chảy máu. Điều trùng hợp là vị trí vết thương chính là vị trí ngọc quan âm kia của anh ta. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị, chẳng lẽ ngọc quan âm này thực sự có vấn đề? Tần Lâm nói Smith có tai họa chảy máu, anh ta liền gặp thật. Và lại, chỗ chảy máu giống hệt chỗ chấm đỏ trên ngọc quan âm, đây hẳn không phải là trùng hợp đâu nhỉ. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tất cả đều do Smith tự làm tự chịu, không hề liên quan đến Tần Lâm, thậm chí Tần Lâm còn khuyên anh ta một hai câu, nhưng anh ta không nghe thì người khác cũng hết cách. Smith lau vết máu trên trán, chửi thề một câu xui xẻo, nhưng anh ta không hề tin lời Tần Lâm, anh ta vẫn nghĩ bản thân mình mới đúng. Mọi người vào vái lạy quan âm trước đi, tôi sẽ đuổi theo giải thích cho mọi người sau. Nói rồi, Smith liền đi xử lý vết thương. Vào trong điện chính, đám người Tần Lâm ngẩng đầu nhìn thấy một vị quan âm nghìn tay với vẻ mặt từ bi, mang đến cho người khác một cảm giác rất khó tả. Lúc này, mọi người đã hết sức tin tưởng Tần Lâm, có người nói. Anh Tần, chúng ta có cần vái lạy không? Tần Lâm lắc đầu, pho tượng kia không phải pho tượng gốc, chút nữa chúng ta sẽ gặp được tượng gốc, không cần vái lạy cái này đâu. Tần Lâm vừa dứt lời, phía sau lại vang lên tiếng, xì, đầy khinh thường. Không cần vái lạy, ha ha, vái lạy thần ôn dịch nhưng không vái quan âm, anh hài hước thật đấy, thuật phong thủy này anh học được từ đâu vậy? Đệ tử bịp bợm à? Anh ta nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ giây lát, hơi mông lung không biết sốt cuộc có nên vái lạy tượng quan âm này hay không. Thật ra, rất nhiều người không hiểu về phương diện này, vì vậy cần có một người có uy tín giải thích cho họ. Nhưng giờ có người uy tín, một là Tần Lâm, người kia là Smith, hai người này đều có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, rốt cuộc nên tin ai đây? Có vẻ lời của Smith đáng tin cậy hơn một chút, nhưng qua chuyện vừa rồi ở chỗ thần ôn dịch, mọi người đã có phần hoài nghi năng lực của Smith. Cho nên hiện tại Tần Lâm và Smith đối đầu với nhau, bọn họ cũng không biết nên tin ai. Sau khi Smith vái lạy, anh ta dẫn mọi người đến điểm tham quan cuối cùng Tam Tháp. Đứng trước Tam Tháp, Smith nói. Nếu anh Tần đã hiểu biết như vậy, thì để anh Tần giới thiệu đi. Smith nói xong thì khoanh tay, nhìn Tần Lâm với vẻ mặt châm chọc, chờ Tần Lâm lên tiếng. Mọi người cũng chờ đợi, không biết sốt cuộc người họ Tần này có hiểu biết về phương diện này không. Tần Lâm điềm tĩnh, chậm rãi nói với mọi người. Mọi người xem, tòa tháp chính này có bốn mặt, mỗi mặt mỗi tầng đều có một pho tượng quan âm, tổng có 36 pho hóa thân, cộng thêm một pho chính, tại đây có tất cả 37 pho tượng quan âm. Trong trận động đất lớn năm đó, Tam Tháp đã nứt ra một khe hở, thế như trẻ tre, nhiều năm sau, trận động đất thứ hai xảy ra, vết nứt này lại khép lại một cách thần kỳ. Mà vừa rồi tôi bảo mọi người không cần vái lạy tượng Phật quan âm nghìn tay kia là vì, quan âm nghìn tay chỉ là một pho tượng hóa thân của quan âm, pho tượng chính đang ở giữa ngọn tháp cao này, cần gì phải vái lạy hóa thân chứ? Tần Lâm vừa dứt lời, một nhà sư bước ra từ ngôi chùa, vị nhà sư này cầm cây chổi quét. Vừa nhìn đã biết người này không giống với những nhà sư thông thường, mặc dù đang quét sân,
nhưng mang đến cho người ta cảm giác của một vị cao tăng. Vị thí chủ này nói rất đúng, tượng chính của Quan Âm chính là ở đây, không cần thiết phải vái lạy những tượng Quan Âm khác. Nhà sư dứt lời, sắc mặt Smith lập tức thay đổi, nét mặt mọi người cũng trở nên kỳ quái. Không ngờ Tần Lâm lại nói đúng, vừa rồi Smith dẫn mọi người đi vái lạy những tượng hóa thân kia, không ít người cũng làm theo, không ngờ lại tốn công vô ích. Mọi người không khỏi cảm thấy không hài lòng, rốt cuộc tên Smith này có biết không vậy? Không biết thì đừng có mà ở đây lừa mình dối người chứ. Tuy nhiên, Smith là sếp nên mọi người không ai dám nói gì anh ta, nếu không anh ta đã bị chửi cho to đầu rồi. Hồ Gia Hân đứng bên cạnh cười ha hả, người khác không tiện nói, nhưng cô thì không khách sáo. Tôi bảo này Smith, rốt cuộc anh có hiểu biết không vậy? Hay là tôi thuê một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho anh nhé? Vẻ mặt của Smith lập tức tối sầm lại, anh ta tự xưng là đại sư tinh thông phong thủy hoa hạ, bảo hướng dẫn viên đến giảng cho anh ta, thì chả khác nào vũ nhục anh ta. Smith xấu hổ muốn chết, vốn định thể hiện trước mặt Hồ Gia Hân, nhưng cuối cùng lại mất mặt như thế. Ha ha, Hồ tiểu thư, mỗi người đều có tín ngưỡng riêng, không thể gộp chúng nói. Mỗi người có lý riêng của mình, vẫn câu nói đó, thành tâm ắt sẽ linh nghiệm. Những lời của Smith cũng không hề sai, cũng được coi là có lý do đầy đủ. Ra khỏi chùa Tông Thánh, dưới sự hướng dẫn của Tần Lâm, mọi người ai nấy để đã cầu được một lá bùa bình an cho mình. Sau khi xuống núi, tâm trạng mọi người rất phấn khởi, buổi team building này không khác gì một chuyến du lịch. Còn Smith mặc dù bị mất mặt, nhưng may mà mặt anh ta rất dày, đã nhanh chóng thay đổi chủ đề. Dưới núi chính là một thành phố cổ, vào đó tôi sẽ mời mọi người ăn bánh hoa. Mọi người cực kỳ phấn khởi, được, từ lâu đã nghe đến bánh hoa của thành phố cổ rất đặc sắc, không biết có ngon không nhỉ? Smith cười nhạt, bánh hoa của thành phố cổ tất nhiên là không tồi, vừa ngon vừa rẻ, chút nữa tôi mời mọi người ăn. Smith nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ tiến vào thành phố cổ, trên đường nhìn xung quanh thấy có một ít hoa tươi thông thường, có người còn ngắt mấy bông. Tần Lâm liếc mắt nhìn không nói gì, yên lặng bước vào thành phố cổ theo mọi người. Hồ Gia Hân hỏi, lão Tần, anh ăn bánh hoa bao giờ chưa? Tần Lâm lắc đầu. Hồ Gia Hân cực kỳ tò mò, hơi nóng lòng muốn thử. Suy cho cùng, phụ nữ vốn dĩ rất thích hoa tươi, cho dù làm thành thức ăn thì vẫn thích như thế. Bước vào thành phố cổ, Smith dẫn mọi người đến cổng cửa hàng tên là Bách Niên Lão, mua một ít bánh hoa, phát cho mỗi người một cái. Bánh hoa của cửa hàng Dương Thị này là ngon và rẻ nhất, vô cùng nổi tiếng. Nhìn cửa hàng là biết. Những cửa hàng khác toàn bán 2-3 tệ một chiếc, còn cửa hàng này chỉ bán 1 tệ, mọi người có thể mua một ít về cho gia đình, hoặc quảng bá hộ người ta. Dứt lời, mọi người đều sửng sốt, hơi ngạc nhiên không ngờ bánh hoa lại rẻ như vậy, chỉ 1 tệ một chiếc, lợi nhuận thấp quá rồi. Hồ Gia Hân nhíu mày, theo nguyên tắc của rẻ là của ôi, cộng thêm tên Smith này không mấy đáng tin cậy nên Hồ Gia Hân không hề động vào bánh. Còn nhìn sang Tần Lâm hỏi, lão Tần, bánh hoa này thế nào? Tần Lâm bẻ ra ngửi thử rồi bật cười chế nhạo. Bánh hoa là đặc sản của thành phố cổ, mỗi chiếc bánh hoa được làm từ 3 bông hồng, điều này cả nước đều biết. Giá của 3 bông hồng đã khoảng 1 tệ rồi, cho dù không tính phí bột mì, nướng bánh, gói bánh thì bán 1 tệ một chiếc cũng không thu được một xu nào, cô nghĩ sao? Hồ Gia Hân là dân kinh doanh, cô ấy tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ riêng giá hoa tươi đã là 1 tệ rồi, công thêm tiền bột, đóng gói, gia công, phí nhân công, tiền mặt bằng, cho dù những chi phí này tính bình quân ra không đáng bao nhiêu, nhưng cũng là một chi phí không hề nhỏ. Làm kinh doanh không thể không vì lợi nhuận, theo tình hình này thì chắc chắn không thể kiếm được lời. Lão Tần, ý của anh là chiếc bánh hoa này có vấn đề. Tần Lâm liếc nhìn sáng mấy cô gái vừa hái hoa dại nói. Loài hoa dại này có khắp mọi nơi trong thành phố cổ, mùi vị khá tương đồng với hoa hồng, nhưng không thể làm thức ăn hay làm thuốc. Nói đến đây, Tần Lâm liền ngừng không nói tiếp nữa. Người thông minh sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất rõ ràng, những con buôn này đã dùng hoa dại bên đường để làm bánh hoa, như vậy sẽ tiết kiệm tiền vốn hoa hồng, mới có lợi nhuận. Những chiếc bánh hoa này trông có vẻ rất rẻ, nhưng thực ra không thể ăn được. Có lẽ ăn 1-2 chiếc thì không sao cả, nhưng nếu ăn nhiều chắc chắn sẽ phải vào viện. Nghe đến đây, mọi người liền đặt những chiếc bánh hoa trên tay xuống,
có người lịch sự không muốn vứt trực tiếp thì bỏ vào trong túi, nói tẹo nữa mới ăn. Có người ăn một nửa liền vội vàng tìm chỗ nhổ ra, ai biết được trong chiếc bánh hoa này có gì, có ăn được không chứ? Những người buôn bán vô lương tâm này đã dùng mọi cách để làm ra bánh hoa, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không làm công tác khử trùng, cũng không có quy trình làm sạch, ăn vào sẽ bị tiêu chảy, chẳng ai muốn ăn loại thực phẩm này. Tần Lâm cầm một chiếc giấy gói lên, nhìn lướt qua, lập tức bật cười chế nhạo. Chả trách, thì ra công ty bánh hoa này thuộc quyền sở hữu của Smith. Mọi người đều sửng sốt, thi nhau nhìn xuống bao bì, quả nhiên đây là công ty con của Smith thật. Tên Smith này đúng là con buôn vô lương tâm. Đến hoa hạ kiếm tiền bất chính. Thấy phản ứng của mọi người, sắc mặt Smith lập tức thay đổi, không ngờ Tần Lâm lại biết cả cái này. Tất nhiên anh ta không ngờ, Tần Lâm chính là Tần đại sư nổi danh như cồn, trên thế giới này không có ai hiểu biết về dược liệu hơn Tần Lâm. Mà hoa hồng tất nhiên cũng là một loại dược liệu, bao gồm cả loại hoa dại màu tím bên đường kia, Tần Lâm cũng thuộc như lòng bàn tay. Cho dù có thêm rất nhiều chất ngọt trộn thành bánh, nhưng Tần Lâm chỉ cần ngửi là có thể biết bên trong có những thứ gì. Bán những thứ thế này chính là coi thường mạng sống của khách hàng, tất nhiên Tần Lâm không chịu để yên. Smith nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ tay vào Tần Lâm lạnh lùng nói. Tên họ Tần kia, anh đừng có mà ở đây nói lung tung, bánh hoa này sao lại không ăn được chứ? Ở đây mỗi ngày có hàng trăm nghìn khách du lịch, ai nấy đều đến đây mua bánh hoa. Sao anh lại nói không ăn được? Tần Lâm cười mỉa mai, chả trách một ông chủ lớn như anh lại quan tâm đến sản nghiệp nhỏ này, mặc dù những chiếc bánh hoa này lợi nhuận không cao, nhưng lượng khách hàng đến đây rất lớn, hơn nữa cũng toàn là người dân hoa hạ, anh cũng biết người dân hoa hạ chúng tôi kháng lại được trăm loại độc. Từ bé đến lớn toàn ăn đồ ăn vặt có chất bảo quản, cho dù ăn những chiếc bánh hoa này gây hại cơ thể, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ do bánh hoa. Quan trọng là, ở đây là hoa hạ. Anh dùng thủ đoạn kinh doanh bẩn thỉu này để lừa gạt người hoa hạ, nên không có chút áp lực tâm lý nào đúng không? Lời nói của Tần Lâm khiến sắc mặt của mọi người lập tức khẽ thay đổi, liếc nhìn sang Smith với ánh mắt phẫn nộ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là người dân hoa hạ rất dễ lừa à? Bán những thứ chết người này cho bọn họ thì được, nhưng không thể bán cho người nước ngoài đúng không? Smith lập tức bị người chỉ trích, những ánh mắt sắc lẹm như dao găm vào người anh ta. Nếu không giải quyết xong thì e là hôm nay Smith phải lên báo rồi. Tần Lâm cười khinh bỉ, cần chứng minh không? Rất đơn giản, giỏi thì ăn 5 cái bánh hoa liền một lúc đi, chỉ cần anh ăn được, tôi sẽ mua ngay lập tức. Sắc mặt Smith hơi thay đổi, ăn 5 cái bánh hoa. Đừng nói 5, một cái anh ta cũng không muốn ăn. Những chiếc bánh hoa làm từ hoa dại này được sản xuất trong một cái xưởng nhỏ cực kỳ mất vệ sinh, anh ta không mình đồng ra sắt như người hoa hạ. Ăn vào chắc chắn sẽ bị đau bụng. Nếu ăn liền 5 chiếc thì không chỉ đơn giản là đau bụng đâu, không chừng còn phải vào bệnh viện rửa dạ dày, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Smith nói, tôi không đói. Lời này thốt ra, thực ra nếu anh ta nói mình dị ứng với hoa thì có thể là không sao rồi, nhưng Smith phản ứng chậm quá, bị Tần Lâm hỏi dồn đến mức căng thẳng nên mới bộc mồm nói câu tôi không đói. Câu nói này khiến mọi người dựng tóc gáy, tôi không đói. Lý do này quá củ chuối rồi đó. Smith này, anh quá đáng thật đó. Sao anh lại dám bán cho chúng tôi thứ mà cả anh cũng không dám ăn? Đúng vậy, anh xem chúng tôi là gì vậy? Nếu hôm nay anh không ăn thì đừng hòng trở về an toàn. Mấy người của Mỹ phẩm Tầng Vân lúc này cũng không thèm để tâm đến quan hệ giữa hai công ty nữa. Tên Smith này thật sự quá đáng quá mức. Vấn đề liên quan đến sức khỏe của bọn họ chắc chắn phải lớn hơn công việc rồi. Ngoài những nhân viên này, mấy du khách khác cũng vây lại xung quanh. Bọn họ còn thô lỗ với Smith hơn. Đồ gian thương, con mẹ nó dám lừa người hoa hạ bọn tao, tao thấy mày không muốn về nước nữa rồi. Có biết hoa hạ chúng tao có một câu thành ngữ là chết nơi đất khách quê người không? Mày có muốn trải nghiệm tí không? Thằng Tây chết tiệt, dám lừa chúng tao à, mày đúng là muốn chết rồi. Trong nháy mắt, Smith đã bị mấy trăm người vây quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Smith đã hoàn toàn hoảng sợ, mặc dù anh ta là chủ tịch một doanh nghiệp, nhưng hiện giờ bên cạnh anh ta không có vệ sĩ, cũng không có bảo vệ, chỉ có mấy nhân viên mà anh ta đưa đến. Nếu mà đánh nhau thì căn bản không thể đánh lại đám khách du lịch này. Sắc mặt Smith hơi khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tôi ăn,
tôi ăn được chưa? Smith cầm lấy một chiếc bánh hoa nhét vào mồm, nhai nhai vài phát rồi nuốt xuống. Cho dù mùi vị của chiếc bánh hoa này khá ngon, nhưng anh ta không muốn tỉ mỉ nếm kỹ, vì anh ta biết rất rõ nguyên liệu của mấy chiếc bánh này là gì. Sau khi ăn xong, mọi người mới giải tán, tha cho anh ta. Smith nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lâm, trong lòng nổi giận đùng đùng chỉ muốn xông lên đánh Tần Lâm, nếu thù này không báo, anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu muốn chết. Smith cầm điện thoại, lén lút gửi một tin nhắn, sau đó nói với mọi người. Xin mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề chất lượng bánh này, mọi người khoan hãy mua bánh. Smith muốn phục thù, nếu không thể diện của anh ta sẽ mất sạch luôn. Chuyện này cứ thế trôi qua, dù sao cũng là chủ tịch của tập đoàn Smith, nếu không liên quan đến vấn đề sức khỏe, thì bọn họ cũng không so đo nhiều. Trước khi vào thành phố cổ, Smith còn muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Ban đầu khi bước chân vào thành phố cổ này, phải nhắc nhở khách du lịch đừng chụp ảnh chúng với những người lớn tuổi trong làng. Thành phố cổ này là nơi sinh sống của một vài dân tộc thiểu số, mà những dân tộc thiểu số này có tập quán sinh hoạt riêng. Phong tục nơi đây vẫn chưa được văn minh, theo quan niệm của bọn họ, nếu chụp ảnh sẽ bị hút mất linh hồn. Tất nhiên đây chỉ là một loại mê tín dị đoan, nhưng những người già đều tin vào điều này, vì thế nếu ai chụp ảnh họ thì chắc chắn sẽ gặp một số rắc rối. Nhất là những người da mặc đồ đen trong thôn, đó đều là những người gần đất xa trời, phải tránh xa họ. Nhưng Smith không hề nhắc nhở, những người khác đều là lần đầu đến đây nên không biết rõ về phong tục nơi đây. Sau khi vào thành phố cổ, phong cảnh ở đây rất đẹp, mặc dù đã được xây dựng lại, nhưng vẫn giữ được một phần của thành phố cổ trước đây. Nếu thích chụp ảnh thì nơi đây là một địa điểm tuyệt vời. Hồ Gia Hâm cũng rất thích nơi này, lão Tần, anh chụp cho tôi một tấm ảnh. Nói rồi, Hồ Gia Hân đứng dưới thềm một ngôi nhà cũ và tạo dáng. Thật ra, Tần Lâm cũng hiểu khá rõ phong tục này, rất nhiều người đều kiêng kỵ những thứ này. Hơn nữa rõ ràng là những người già này thường tránh khách du lịch. Tần Lâm cầm điện thoại tránh những người này, chụp riêng cho Hồ Gia Hân một tấm ảnh. Tách một tiếng, tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên, một bà lão áo màu đen đột nhiên chạy đến trước mặt Hồ Gia Hân, rồi xông thẳng đến đầy Tần Lâm, túm lấy quần anh nói. Tôi chết mất thôi, cậu muốn hại chết tôi à? Mọi người xung quanh bỗng chốc sững sờ, một bà cụ không biết từ đâu đột nhiên xông ra, sắc mặt Hồ Gia Hân cũng thay đổi. Vội vàng bước lên. Này, bà lão, bà làm gì vậy? Tiếng phổ thông của bà lão không chuẩn lắm, chỉ biết một số từ quan trọng. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi. Trên khuôn mặt Smith nở ra một nụ cười chế nhạo, sau đó đứng lên, cau mày nói với giọng điệu khiển trách. Anh làm gì vậy, bất cẩn quá rồi. Vừa này tôi quên giới thiệu, người dân thôn làng này không thể bị chụp ảnh, một khi bị chụp thì sẽ bị hút mất linh hồn của họ. Anh xong đời rồi. Smith vừa dứt lời, nhiều người mặc trang phục dân tộc vây quanh lại, ai nấy đều trông rất hung ác, không mấy thân thiện. Hồ Gia Hân hơi hoảng sợ, đám người này là dân tộc thiểu số bản địa, rất khó giao tiếp với bọn họ, ít người nói được tiếng phổ thông. Nếu xảy ra xung đột thì cực kỳ bất lợi cho Tần Lâm. Hồ Gia Hân nói, bà lão, chúng tôi không cố ý, xin lỗi bà, chụp ảnh không khiến bà chết đâu. Chúng tôi sẽ xóa tấm ảnh đi vào bồi thường tiền cho bà có được không? Trên thế giới này không có chuyện gì là không giải quyết được bằng tiền, Hồ Gia Hân là bà hoàng giới châu báu, dùng tiền để hóa giải tai họa là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, rất bất ngờ là bà lão lại lắc đầu, cố chấp kéo quần Tần Lâm không cho anh đi. Không cần tiền, tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Dù có nói thế nào, bà lão cũng không buông tay ra, cũng không cần tiền. Xem ra định gây phiền phức cho Tần Lâm. Trên mặt Smith nở một nụ cười chế nhạo, nếu là bình thường, mấy vị khách du lịch chụp ảnh ở đây, bà cụ ngược lại sẽ tống một khoản tiền. Nhưng bà cụ này đã nhận lời Smith, anh ta có rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ có lợi cho bà ta. Bà ta không muốn một xu nào, chỉ nằm trên đất giày vò Tần Lâm, muốn anh bị mất mặt. Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc, Smith đứng ra nói. Gia Hân, cô xem. Loại đàn ông này không đáng tin, vẫn phải đến tay tôi giải quyết vậy. Nói rồi, Smith đi đến bên bà lão nói. Hồ Gia Hân nhíu mày, tất nhiên cô vẫn cảm thấy Tần Lâm đáng tin hơn anh ta, nhưng hiện giờ phải giải quyết vấn đề này, để Smith thử xem sao. Smith đang định bước đến thì Tần Lâm đột nhiên lên tiếng.
Không cần đâu, tôi là bác sĩ, cũng là thầy phong thủy, bà nói linh hồn của bà bị hút mất rồi đúng không? Được, tôi sẽ giúp bà cố định. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một chiếc châm, một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, trong hộp là hột chu sa màu đỏ tươi. Nhúng kim bạc vào chu sa một lúc, sau đó trực tiếp châm xuống đất. Ban đầu mọi người có chút mông lung, không hiểu thao tác này của Tần Lâm là gì, châm bạc là để châm cứu chữa bệnh mà. Châm xuống đất làm gì? Ngay sau đó, Tần Lâm lấy một cây châm thứ hai ra tiếp tục châm. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng cách Tần Lâm dùng châm bạc không hề tầm thường. Đây chính là châm bạc dùng trong châm cứu, châm vào da cần phải có kỹ thuật nhất định, huống chi là xuyên vào gạch. Nhưng loại gạch dưới tay Tần Lâm giống như một miếng đậu phụ vậy, Tần Lâm có thể dùng kim bạc châm thủng một cách dễ dàng. Hai cây, ba cây, bốn cây. Khi Tần Lâm châm đến câu thứ năm, lúc này mọi người mới hiểu. Thì ra Tần Lâm không phải châm vào gạch bình thường mà là châm vào bóng dưới đất. Bóng của bà lão. Châm lên chân, lên đầu, châm vào các vị trí trên bóng, giống như đang cố định lại cái bóng. Nhưng mà, có tác dụng không? Hành động trông có vẻ khá buồn cười này lại khiến sắc mặt bà lão thay đổi. Cậu làm gì vậy? Sao tôi không thể cử động được? Khẩu âm của bà lão cũng đột nhiên biến mất, chỉ nói giọng phổ thông. Rõ ràng vừa rồi bà ta giả vờ làm người dân tộc thiểu số. Tần Lâm cười chế nhạo, bà bị máy ảnh lấy mất linh hồn mà, tôi đang giúp bà cố định lại xuống đất. Vẻ mặt bà lão vô cùng hoảng loạn, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, mồ hôi trên trán chảy như mưa. Thần linh, cậu là thần linh. Tôi sai rồi, cầu xin cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi đã lừa cậu, là cậu ta bảo tôi hại cậu. Ánh mắt bà lão liếc sang Smith. Cho dù bà lão là người như thế nào, dân tộc thiểu số hay dân tộc Hán bình thường cũng chẳng sao, trải qua chuyện kỳ lạ vừa rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Dùng mấy cây châm bạc đâm vào bóng cũng có thể cố định cơ thể, cũng quá kinh dị rồi đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mọi người đều rất ngạc nhiên, những người dân tộc thiểu số xung quanh cũng không dám động đậy. Đây là đại sư gì vậy? Người có bản lĩnh như vậy chắc chắn không phải là người bình thường, thần linh à. Người đàn ông trước mặt, đột nhiên xông tới, quỳ trước mặt Tần Lâm. Sau đó, một số người mặc đồ dân tộc thiểu số đều lần lượt quỳ xuống đất, xông đến chỗ Tần Lâm, không ngừng dập đầu bái lạy. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, tất cả mọi người đều biết bà lão này không phải là người dân tộc thiểu số, cũng không phải bị máy ảnh lấy mất linh hồn, chỉ là bị người khác xúi giục mà thôi. Mọi người nhìn về phía Smith với ánh mắt phẫn nộ, tên ngoại quốc này thật quá đáng. Năm lần bảy lượt lấy văn hóa của người Hoa Hạ ra bắt nạt bọn họ. Dù gì cũng là đối tác hợp tác, ngọn lửa tức giận trong lòng những người này không thể đè nén được nữa. Smith, anh quá đáng lắm. Đúng đấy, tưởng Hoa Hạ chúng tôi không có ai sao? Bắt nạt chúng tôi sao? Hừ, anh Tần là khách quý của Mỹ phẩm tầng vân chúng tôi đấy, anh làm như vậy đã suy nghĩ đến việc quan hệ hợp tác với chúng ta chưa? Có một số người biết Tần Lâm là ông chủ của Mỹ phẩm tầng vân, cho nên Smith làm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai công ty. Tần Lâm cười lạnh, rút mấy cây châm bạc dưới đất lên, sau đó vỗ vào vai bà lão. Đột nhiên, bà lão trở lại trạng thái bình thường, cánh tay cũng cử động lại được, lập tức bà lão quỳ xuống dưới chân Tần Lâm, cung kính lạy ba cái. Trong mắt bà lão, Tần Lâm đã trở thành vị thần thực thụ. Bà lão đứng dậy, trợn mắt nhìn Smith, vẻ mặt dữ tợn. Đồ khốn, dám sai khiến tôi sỉ nhục thần linh, cậu sẽ chết không được tử tế đâu. Nói xong, bà lão lôi ra một tập tiền đáp thẳng vào mặt Smith. Trả số tiền bẩn thỉu này cho cậu. Xem ra Smith đã dùng 20.000 tệ để mua chuộc bà lão, nhưng không ngờ sau đó bà lão lại tưởng Tần Lâm là thần hiển linh, lập tức trả lại 20.000 tệ. Smith không đề phòng bị đập thẳng vào mũi. Mũi và miệng lập tức chảy máu, anh ta ôm miệng chửi bới. Bà lão thối tha, bà muốn chết à? Smith hét lên như vậy lập tức khiến mọi người tức giận, mấy người mặc quần áo dân tộc thiểu số lập tức xông tới khiêng Smith lên. Mấy người đồng nghiệp và trợ lý đều sợ hết hồn. Làm cái gì vậy? Các người làm cái gì vậy? Mau bỏ tổng giám đốc của chúng tôi xuống. Mấy người này là người dân tộc thiểu số, mặc dù Smith có tiền có thế nhưng ở trong thành phố cổ này. Không phải anh ta muốn nói gì cũng được, điều này được gọi là phép vua thua lệ làng. Một đám người lũ lượt không biết đi đâu. Mọi người ở Mỹ phẩm Tân Vân thấy vậy,
vội vàng trở lại xe, không quan tâm bọn họ nữa. Xem ra phải suy nghĩ lại về việc hợp tác với ông ty của Smith rồi. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, kiểu nhân phẩm như tổng giám đốc của bọn họ, muốn hợp tác nhất định phải cẩn thận. Trên đường về, Hồ Gia Hân hỏi nhỏ. Lão Tần, rốt cuộc anh là người thế nào? Vừa rồi có chuyện gì thế? Thật ra những người khác vô cùng tò mò, vừa nãy Tần Lâm châm cứu vô cùng lợi hại, cố định được cả bóng của bà lão. Đây không phải là kỹ thuật mà bác sĩ bình thường có thể làm được đâu nhỉ? Tần Lâm cười thần bí, cô muốn biết à? Có muốn thử không? Hồ Gia Hân ngây người, khuôn mặt tỏ vẻ ám muội. Được, về phòng rồi thử, cố định tôi xong thì anh muốn làm gì thì làm phải không? Lời nói và giọng điệu của Hồ Gia Hân kết hợp với thân hình nóng bỏng của cô ấy, e là sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được. Đến Tần Lâm cũng không kiềm lòng được, nhìn cô lâu hơn, sau đó nói. Tôi chẳng có ma thuật gì cả, chỉ là tôi điểm huyệt bà lão đó, sau đó giả thần giả quỷ một lát mà thôi. Bây giờ Hồ Gia Hân mới vỡ lẽ, thì ra là như vậy, Tần Lâm là thần y, điểm huyệt chẳng phải chuyện gì khó. Trong lúc bà lão không chú ý liền điểm huyệt, sau đó khiến bà lão bất động. Tiếp đến, Tần Lâm giả vờ cắm mấy cây châm bạc xuống đất, giống như cố định bóng của bà ấy vậy. Thật ra là bà lão đã bị điểm huyệt, kinh mạch bị chặn không thể cử động được, căn bản không phải là linh hồn bị cố định hay gì cả. Trong nháy mắt Tần Lâm khiến mọi người đều tin đó là thật. Lão Tần, anh xấu quá đi. Hồ Gia Hân nghĩ đến dáng vẻ ban nãy của Smith cảm thấy rất thú vị. Đúng là đáng đời, kết cục của anh ta chắc chắn sẽ rất thảm hại. Tần Lâm cười nhạt, cũng không nói gì, anh cũng chẳng định đối phó với Smith, nhưng tên Smith lại hơi quá đáng, cho nên Tần Lâm mới không khách khí. Hồ Gia Hân cười nói. Đúng rồi, chắc sau khi về Thanh Thanh vẫn còn phải bận việc đấy, anh đi với tôi có chút việc nhé. Tần Lâm chau mày, cô Hồ Gia Hân này sao lại rảnh vậy nhỉ? Cũng là tổng giám đốc, là Liễu Thanh Thanh người ta bận bù đầu. Còn Hồ Gia Hân thì giống như ngày nào cũng rảnh rỗi vậy. Tần Lâm nói, dù gì tôi cũng là bạn trai của Thanh Thanh, suốt ngày đi với bạn thân của cô ấy có chút không ổn. Tục ngữ có câu, phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, Tần Lâm và Hồ Gia Hân thân thiết như vậy có chút không ổn thì phải. Hồ Gia Hân tỏ vẻ nghiêm túc. Có vấn đề gì sao? Chúng ta trong sạch mà. Chẳng lẽ lại bị nghi ngờ? Trừ khi anh có ý gì với tôi? Tần Lâm liếc cô ấy một cái, cô nghĩ nhiều rồi. Hồ Gia Hân cười, nếu không có ý gì với tôi, chúng ta trọng sạch thì sao phải chột dạ. Anh nói thử xem. Mặc dù lời nói của Hồ Gia Hân rõ là ngụy biện nhưng cũng rất có lý, nếu Tần Lâm cứ né tránh cô ấy thì cô ấy lại tưởng anh đang yêu thầm cô ấy mất. Được, cô nói xem, đi đâu? Hồ Gia Hân đáp, tôi muốn tham gia một buổi tiệc ở trên du thuyền, anh là bạn đi cùng tôi nhé. Tần Lâm gật đầu, được. Vậy anh đi thay quần áo đi, bộ quần áo này của anh không được đâu. Mặc dù bây giờ Tần Lâm mặc đồ bình thường, nhìn trông cũng phóng khoáng lịch sự, nhưng nếu để tham gia một buổi dạ tiệc kiểu trang trọng thì không hợp. Anh có âu phục không? Tần Lâm gật đầu, có, bây giờ tôi sẽ đi thay. Nói xong, hai người lái xe về nhà Tần Lâm lấy quần áo. Sau đó lại lái xe ra bến tàu, chiếc du thuyền vô cùng đẹp này có tên là Marie. Có thể nói Marie là chiếc du thuyền trang trọng nhất thời điểm hiện tại, đến cả Hồ Gia Hân cũng phải sáng mắt. Lão Tần, anh đã đi du thuyền nào đẹp như thế này chưa? Tần Lâm cười, nhưng không nói gì. Đừng nói là du thuyền, đến phiên bản sao chép tàu Titanic đỉnh cao nhất anh cũng ngồi rồi. Lúc đầu theo sư phụ chữa bệnh, từng chữa cho một tỷ phú siêu cấp, chuyên sản xuất du thuyền, người đó còn tặng cho anh một chiếc du thuyền, nhưng chiếc du thuyền đó cũng lâu lắm rồi. Tần Lâm cũng quên mất trông nó như thế nào. Bây giờ chiếc du thuyền đó ở đâu anh cũng không rõ, chắc là đang đỗ ở một bến tàu nào đó chăng. Tần Lâm cũng không biết chiếc du thuyền của mình đã biến thành cái dạng gì rồi, tài sản của anh nhiều quá anh cũng chẳng nhớ nổi. Sau khi lên thuyền, Hồ Gia Hân vào phòng thay quần áo để thay một bộ dạ hội màu đỏ. Bộ lễ phục màu đỏ làm nổi bật làn da trắng ngần của cô ấy, đôi môi đỏ thắm cũng hài hòa với bộ lễ phục này. Tần Lâm mặc một bộ quần áo đuôi tôm, vô cùng xứng đôi với Hồ Gia Hân, hai người cùng ngồi xuống, lập tức trở thành tiêu điểm ở nơi đây. Sau khi bước xuống du thuyền, bỗng có rất nhiều người vây xung quanh. Cô Hồ, lâu rồi không gặp,
cô lại càng đẹp hơn rồi. Tổng giám đốc Hồ, dạo này cổ phiếu của Châu Báu Gia Hân tăng lên nhiều, tôi cũng kiếm được một khoản nhỏ đấy. Muốn trở nên giàu có phải làm ăn với Tổng giám đốc Hồ rồi, ha ha. Thật ra Hồ Gia Hân cũng không quen biết mấy người vây quanh này nhiều, thậm chí còn có người chưa gặp lần nào. Nhưng buổi tiệc của xã hội thượng lưu là như vậy, mọi người nói chuyện phiếm với nhau, cho dù có quen biết hay không cũng tâng bốc lẫn nhau tạo nên những sự nghiệp vô cùng giả tạo. Hồ Gia Hân cười ha ha đáp lại mọi người, cũng chẳng để ý đến kiểu xã giao như thế này. Dù gì Hồ Gia Hân cũng là bà hoàng trang sức, rất được phụ nữ yêu thích, vì vậy có rất phú bà và cánh đàn ông muốn làm quen với Hồ Gia Hân đều vây quanh cô ấy. Đang nói chuyện, không biết ai bỗng lên tiếng, Long thiếu gia đến rồi. Chỉ một câu nói lập tức khiến tất cả mọi người quay đầu lại, người đàn ông mặc một bộ vest trắng xuất hiện giữa đại sảnh chính là Long thiếu gia trong truyền thuyết. Long thiếu gia vừa xuất hiện lập tức khiến mọi người vây xung quanh, đám người vừa rồi còn đang vây quanh Hồ Gia Hân cũng tản ra. Tất cả đều hướng về phía Long thiếu gia, ân cần hỏi han. Long thiếu gia đến rồi. Long thiếu gia đúng là ngày càng tuấn tú, gương mặt ngày càng phúc hậu. Ha ha, đương nhiên rồi, hôm nay phải cảm ơn Long thiếu gia đã chiêu đãi. Long thiếu gia này là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, cũng là chủ nhân của chiếc du thuyền này. Long Ngọc Sơn. Vì Long Ngọc Sơn là chủ nhân của du thuyền, chuyên làm ăn trong lĩnh vực này cho nên mọi người mới kính trọng chủ bữa tiệc đến vậy. Nhưng Long Ngọc Sơn vừa xuất hiện đã chạy thẳng đến chỗ Hồ Gia Hân với đôi mắt sáng rực và khuôn mặt hớn hở. Nhưng Long Ngọc Sơn vừa bước được vài bước, Hồ Gia Hân đã cảm nhận được anh ta đang xông đến chỗ mình, vội khoác lấy cánh tay của Tần Lâm, dựa sát vào người anh. Long Ngọc Sơn đột nhiên khựng lại, vẻ mặt trầm xuống. Khuôn mặt hớn hở ngày nắng của Long Ngọc Sơn lập tức trở thành trời đông băng tuyết, tốc độ thay đổi vô cùng nhanh, anh ta đã quen biết Hồ Gia Hân từ lâu, hơn nữa còn đem lòng cảm mến cô ấy. Chỉ có điều, Hồ Gia Hân vừa giàu có vừa xinh đẹp, không phải kiểu người dễ dãi, có nhiều tiền cũng chẳng có tác dụng. Nhưng Long Ngọc Sơn cũng tự cảm thấy vẻ ngoài của bản thân khá khôi ngô tuấn tú, cơ thể cao to vạm vỡ, hơn nữa lại còn trẻ, chắc là xuất chúng hơn người. Cho nên anh ta vẫn luôn rất tự tin về bản thân mình. Hôm nay tổ chức buổi tiệc, nguyên nhân chính là muốn gặp Hồ Gia Hân, vậy mà không ngờ Hồ Gia Hân lại đưa một người đàn ông đi cùng. Đưa đàn ông đi cùng là chuyện bình thường, dù gì phụ nữ xuất hiện trong những nơi như thế này đưa một người bạn trai đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng không ngờ Hồ Gia Hân và người đàn ông đó lại thân thiết với nhau như vậy. Trong ấn tượng của Long Ngọc Sơn, chưa từng có ai có những hành động thân thiết như vậy với Hồ Gia Hân, tên nhóc này là ai chứ? Vẻ mặt Long Ngọc Sơn trầm xuống, tiếp tục bước tới đến trước mặt hai người, nhìn thẳng vào Tần Lâm rồi hỏi. Anh là ai? Long Ngọc Sơn chẳng phải người tốt đẹp gì, là kiểu nhà giàu thích chèn ép người khác, người bình thường còn không dám thở mạnh trước mặt anh ta. Nhưng kiểu người như thế này Tần Lâm không thèm để ý tới. Chưa đợi Tần Lâm lên tiếng, Hồ Gia Hân đã kéo tay Tần Lâm lại gần hơn. Đây là bạn trai của tôi, Tần Lâm. Tần Lâm chẳng biết nói gì hơn, bây giờ còn không đánh tiếng trước với anh mà nói luôn anh là bạn trai của cô rồi sao? Nhưng Tần Lâm cũng không còn lạ lùng gì với chuyện này, nói Tần Lâm là bạn trai chuyên nghiệp cũng không quá đáng. Anh giả làm bạn trai của Hồ Gia Hân cũng không dưới 4-5 lần rồi. Tần Lâm đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh. Còn vẻ mặt của Long Ngọc Sơn lại vô cùng âm trầm. Bạn trai, thanh niên xuất chúng nhà nào đây? Long Ngọc Sơn cảm thấy, người có thể xứng đôi với Hồ Gia Hân, chắc chắn phải là công tử con nhà giàu, người bình thường chắc chắn không được. Hồ Gia Hân cũng không giới thiệu thân phận của Tần Lâm, chỉ nói một câu. Tần Lâm. Long Ngọc Sơn chau mày, Tần Lâm, chưa nghe thấy bao giờ. Không chỉ có Long Ngọc Sơn chưa từng nghe qua, mà những người xung quanh cũng thế. Ở Đông Hải chưa từng nghe thấy nhà họ Tần bao giờ cả. Chẳng lẽ chỉ là một thanh niên bình thường, nhìn tên nhóc này cũng không giống kiểu ăn bám, sao lại có đủ bản lĩnh dụ dỗ Hồ Gia Hân? Long Ngọc Sơn nhìn Tần Lâm, cũng không nói gì, quan sát anh một lượt rồi tỏ vẻ khinh thường. Anh này, bữa tiệc của tôi là bữa tiệc cao cấp, cả Đông Hải, thậm chí là cả nước cũng không tìm được bữa tiệc cao cấp như thế này đâu, vậy mà anh lại mặc bộ quần áo như thế này đến đây sao? Nói xong, mọi người mới bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của Tần Lâm. Hồ Gia Hân chau mày, Long Ngọc Sơn, ý của anh là sao,
bạn trai tôi mặc như thế này thì làm sao? Rất lịch sự mà. Bộ quần áo đuôi tôm của Tần Lâm rất phù hợp với các buổi tiệc, cho dù là tham gia bữa tiệc cao cấp như thế nào cũng không bị coi là thất lễ. Lời nói của Long Ngọc Sơn khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Cách ăn mặc của Tần Lâm cũng khá lịch sự, hơn nữa nhìn kiểu dáng và phong cách cũng rất cao cấp, ý của Long Ngọc Sơn là sao? Long Ngọc Sơn cười lạnh, vẻ mặt đắc ý. Mọi người xem, mọi người có thấy viền vàng ở cổ tay áo anh ta rất quen mắt không? Mọi người ngây ra một lát, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cổ tay áo của Tần Lâm, đúng là có một đường viền vàng rất đẹp. Playboy. Có người đã lập tức nhận ra đây là thiết kế kinh điển của nhãn hàng Playboy. Playboy là nhãn hàng thời trang nam cao cấp, được xếp vào hàng xa xỉ, giá cả rất đắt đỏ, không phải người bình thường nào cũng có thể mặc. Nhưng những người có tư cách tham gia buổi tiệc ngày hôm nay cũng không phải là người bình thường, mọi người đều thân thuộc với nhãn hàng Playboy này. Những người đàn ông ở đây có rất nhiều người mặc đồ của nhãn hàng này, có một người đứng ra giải thích về cổ tay áo của mình, cũng là loại kim tuyến được may tỉ mỉ vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mang quần áo của anh ta và của Tần Lâm ra so sánh thì vẫn kém hơn. Từ chế tác đến kiểu dáng, bộ quần áo đuôi tôm của Tần Lâm lại càng cao cấp hơn. Long Ngọc Sơn cười nhạt, mẫu thiết kế cổ tay áo có kim tuyến của Playboy tổng cộng chỉ có 5 chiếc, chiếc của anh bạn vừa rồi là mẫu 516, mặc dù đã là kiểu cũ nhưng vẫn rất đắt, còn bộ đuôi tôm này chắc phải hơn 10 con số không trở lên. Nhưng bộ của anh Tần đây không giống các bộ khác. Bộ này là mẫu mới của năm nay, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 3 bộ. 3 bộ. Mọi người đều ngây người. Đồ giới hạn mặc dù không hẳn là quá tốt nhưng chắc chắn có thể làm nổi bật được thân phận của mình. Trên thế giới chỉ có 3 bộ, đúng là làm rõ hơn được thân phận cao quý, ai có tư cách được dùng món đồ xa xỉ như vậy chứ? Long Ngọc Sơn chậm rãi nói. Tôi nghiên cứu rất sâu về nhãn hàng này, 3 bộ quần áo này, bộ thứ nhất là của Bill Gates. Bộ thứ hai là của Mã Vân ở Hoa Hạ. Hai người này đều là nhân vật lỗi lạc có cống hiến lớn cho thế giới. Còn bộ thứ ba là của mọi người bí ẩn này chắc không phải là anh Tần đó chứ. Long Ngọc Sơn chế giễu, trên thế giới này chỉ có 3 bộ cuối cùng của ai cũng chưa biết, không chỉ anh ta không biết, mà người khác cũng không biết, dù gì bọn họ cũng không thể tiếp xúc được với người ở tầng lớp đó. Trên thế giới này có rất nhiều tỷ phú bí ẩn, nhưng không phải ai cũng nổi tiếng như Bill Gates. Nhưng người có thể sánh vai với hai nhân vật kia liệu có thể là một người bình thường hay không? Vị tỷ phú thứ ba kia nếu thật sự xuất hiện trên chiếc du thuyền này thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, ăn đứt cả Long Ngọc Sơn luôn. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Tần Lâm cũng chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi, chắc chắn không thể ngang hàng với hai người kia được. Cho nên bộ quần áo của Tần Lâm chắc chắn là hàng giả cao cấp. Mặc một bộ đồ hàng giả cao cấp để tham gia một buổi tiệc là một sự không tôn trọng đối với khách khứa. Cho nên lúc Long Ngọc Sơn nói ra, ánh mắt của mọi người mới trở nên khinh bỉ. Tên nhóc này đúng là không có chút tri thức gì cả, mặc đồ nhái cao cấp cũng phải làm cho giống một chút chứ. Chọn hãng bình thường thôi, cho dù là hàng giả thì những người ở xã hội thượng lưu cũng khó nhìn ra, hơn nữa cũng chẳng có ai thèm quan sát tỉ mỉ. Nhưng Tần Lâm ngang ngược quá, cả thế giới có 3 chiếc mà cũng dám mặc, đúng là non tơ. Nếu có hiểu biết một chút là có thể nhìn ra ngay. Tần Lâm cười lạnh, hàng giả cao cấp, tôi không hiểu anh có ý gì. Năm đó Tần Lâm và sư phụ đi chữa bệnh, tổng giám đốc của Playboy đã đích thân làm cho anh bộ đồ này. Vì làm cho Tần Lâm một bộ này nên mới có 2 bộ kia. Vì bộ mẫu mã này là do tổng giám đốc của bọn họ đã dốc hết tâm huyết để làm ra, lấy tất cả những kinh nghiệm mấy chục năm ra để thiết kế. Nếu chỉ làm cho một mình Tần Lâm thì cả thế giới sẽ khó có thể nhìn thấy tác phẩm của họ. Thân phận của Tần Lâm đặc biệt, cũng không quá kiêu ngạo, cho nên tổng giám đốc của Playboy mới xin phép Tần Lâm làm thêm 2 bộ nữa tặng cho hai người có nhiều đóng góp cho thế giới. Tần Lâm rất hào phóng, cũng đồng ý, vậy nên mới có 2 bộ của Bill Gates và Mã Vân. Nhưng những chuyện này chỉ có Tần Lâm và vị tổng giám đốc kia biết, những người khác chắc chắn không biết. Trong mắt Long Ngọc Sơn, thanh niên như Tần Lâm cũng không phải con nhà giàu. Cho dù có là con nhà giàu, ở mảnh đất nhỏ như Đông Hải cũng không thể có người xứng với bộ đồ này được. Đây là biểu tượng của thân phận và địa vị, Tần Lâm mặc đồ giả cao cấp lại còn ngang ngược như vậy đúng là thiếu hiểu biết.
Long Ngọc Sơn cười lạnh, sao thế, bộ đồ này không phải hàng hàng giả cao cấp. Anh đừng có nói với tôi bộ đồ của anh là hàng thật đấy nhé. Tần Lâm cười nhạt, cũng không nói gì. Cái gì mà hàng thật với chả không thật, anh căn bản không để ý đến chuyện này, theo lý mà nói, bộ đồ này không phải làm ra ở công xưởng nào cả. Tất cả quá trình đều là do tổng giám đốc của Playboy đích thân thiết kế, cắt may. Toàn bộ kỹ thuật đều là do đại sư đỉnh cao nhất chế tác, có thể nói đây là đứa con tinh thần của Playboy. Cho nên bộ đồ này là hàng thật không thể thật hơn trên thế giới. Long Ngọc Sơn thấy Tần Lâm vẫn tỏ vẻ thản nhiên cười lạnh. Xem ra anh vẫn cho rằng bộ đồ của bản thân là hàng thật đúng không? Hay lắm, ở đây chúng tôi có một vị làm nghề thời trang cao cấp lâu năm, có thể để cho ông ấy giám định bộ đồ của anh. Nói xong, Long Ngọc Sơn chỉ vào một ông lão đằng sau. Đột nhiên mọi người đều lộ ra vẻ chế giễu. Có kịch hay xem rồi đây. Long Ngọc Sơn chỉ vào ông lão rồi giới thiệu. Đây là Hồ Lão, đại sư thời trang hàng đầu thế giới, đã từng là nhà thiết kế cao cấp, cũng là nhà thiết kế duy nhất của Hoa Hạ thiết kế đồ hiệu ở nước ngoài, là người có quyền lực nhất ở Hoa Hạ. Long Ngọc Sơn giới thiệu xong, mọi người lập tức cảm thấy kính nể. Có nhiều người biết đến Hồ Lão, đây là một trong số những nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ. Cũng là đại sư duy nhất bước vào thị trường hàng hiệu quốc tế. Không chỉ có kỹ thuật giỏi, mắt nhìn của ông ta cũng vô cùng sắc bén, chỉ cần liếc mắt một cái là ông ta có thể biết ngay đâu là hàng thật đâu là hàng giả. Có rất nhiều loại hàng giả cao cấp dù có nguyên liệu giống y hệt hàng thật, nhưng kỹ thuật lại có sự khác biệt lớn. Về mặt kỹ thuật thì không phải xưởng lậu nào cũng có thể đáp ứng được. Cho nên có phải là hàng giả hay không, Hồ Lão liếc một cái là có thể nhận ra rồi. Hồ Gia Hân chau mày, nói. Không cần thiết phải làm vậy đâu. Mọi người đến đây để tham dự tiệc thôi mà, có phải tham gia lễ hội giám định hàng hiệu đâu. Mọi người muốn làm gì thì làm, đừng làm lỡ thời gian của Hồ Lão. Long Ngọc Sơn thấy vậy, biết ngay Hồ Gia Hân chột dạ, cô ấy cũng hiểu, người như Tần Lâm không thể có được bộ quần áo như vậy được. Playboy chỉ có 3 bộ mà Tần Lâm lại sở hữu được một bộ sao? Hồ Gia Hân muốn đứng ra giảng hòa nhưng Long Ngọc Sơn sao có thể bỏ qua chứ? Vậy thì không được, có một số chuyện phải nói rõ mới được, nếu không trong lòng mọi người sẽ càng tò mò hơn, có phải không? Lúc này Hồ Lão cũng đứng dậy, đẩy mắt kính dày cộp lên, nói. Là một nhà thiết kế hàng đầu tiền nhiệm ở Playboy, tôi không cho phép hàng giả xuất hiện trước mặt tôi, đặc biệt là bộ quần áo này, vì đây là tâm huyết của Tổng Giám đốc của chúng tôi, tuyệt đối không thể tha thứ cho hàng giả được. Để tôi xem một chút, không mất nhiều thời gian đâu. Vẻ mặt Hồ Lão trầm xuống, tỏ vẻ không tin Tần Lâm có bộ quần áo này. Thấy Hồ Lão bước tới, mọi người đều cảm thấy kích thích. Lần này có kịch hay xem rồi, nếu kiểm tra ra bộ đồ của Tần Lâm là giả thì hài hước quá. Dù gì Hồ Gia Hân cũng là nữ doanh nhân có tiếng ở Hoa Hạ, nếu chuyện này là thật thì mất mặt quá. Người đàn ông đi cùng cô ấy rốt cuộc có thân phận gì, không phải bám váy phụ nữ đấy chứ. Vẻ mặt Hồ Gia Hân có chút khó coi. Sớm biết vậy cô ấy đã mua cho Tần Lâm một bộ đồ rồi, quần áo đuôi tôm có cả đống, sao lão Tần lại mặc bộ đồ dễ bị người khác chú ý vậy cơ chứ? Hơn nữa còn là hàng giả. Cho dù là đồ rẻ một chút, nhưng với cơ thể của Tần Lâm thì mặc vào vẫn rất đẹp, không cần thiết phải mặc đồ giả chứ. Hồ Lão, hay là bỏ đi, chúng tôi. Hồ Gia Hân định nói đi về, nhưng lại nghĩ tới thuyền đã ra khơi, có muốn quay về cũng chẳng được nữa. Hồ Lão lắc đầu, chuyện này tôi phải làm rõ, trong mắt của tôi không được phép có hàng giả. Là nhà thiết kế hàng đầu của Playboy, ông ta đương nhiên không cho phép hàng giả được xuất hiện trước mặt mình. Hồ Lão tiến đến chỗ Tần Lâm, nói. Thưa cậu, phiền cậu cho tôi xem cổ tay áo của cậu một chút. Tần Lâm gật đầu, cũng chẳng để ý, nếu mọi người đã muốn biết thì để cho ông ta xem đi. Anh giơ cổ tay áo lên cho mọi người nhìn. Cổ tay áo là nơi có thể kiểm tra đồ chính hãng dễ nhất. Có khuy áo, có vải thô, quan trọng nhất là bộ đồ của Tần Lâm còn có một sợi kim tuyến, cho nên nhìn một cái là biết ngay hàng thật hay hàng giả. Giơ cổ tay áo lên, Hồ Lão tỉ mỉ quan sát. Khuôn mặt Long Ngọc Sơn tỏ vẻ đắc ý, nói với Hồ Gia Hân. Gia Hân, người đàn ông đi cùng em mất mặt quá. Long Ngọc Sơn muốn thể hiện bản thân mình,
muốn để cho Hồ Gia Hân biết muốn có tiếng nói trong xã hội thượng lưu thì phải dựa vào năng lực thật sự chứ không phải giả vờ. Hồ Gia Hân liếc mắt, chẳng thèm quan tâm tới anh ta, chau mày lại, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Nếu bộ quần áo của Tần Lâm là giả thì cô ấy thực sự không biết giấu mặt đi đâu. Là người đàn ông đi cùng Hồ Gia Hân, Tần Lâm cũng đại diện cho cô, nếu bộ đồ này thật sự là giả thì bẽ mặt quá. Trước những ánh mắt hồi hộp của mọi người, Hồ Lão cẩn thận kiểm tra cổ tay áo của Tần Lâm. Ông ta chau mày lại. Vẻ chau mày lại của ông ta khiến mọi người có chút khó hiểu. Kiểm tra hàng giả cần nhiều thời gian đến vậy sao? Với trình độ của Hồ Lão, chỉ cần nhìn qua một cái là biết hàng giả hàng thật rồi chứ. Long Ngọc Sơn có chút bực mình. Hồ Lão, bộ đồ này là giả đúng không? Ông không cần phải xem kỹ quá đâu, chỉ cần có chút sơ hở là có thể kết luận hàng giả rồi. Long Ngọc Sơn nhắc nhở Hồ Lão một chút, không cần phải kiểm tra kỹ như vậy, dù gì mọi người cũng biết kết quả rồi. Chủ quan thì mọi người đã đoán Tần Lâm mặc đồ giả, nhưng khách quan thì cũng không cần phải cẩn thận như vậy, chỉ cần một điểm không đúng tiêu chuẩn là có thể kết luận bộ đồ giả được rồi. Sau đó Hồ Lão chau mày, vẻ mặt có chút do dự. Đừng nói nữa, bây giờ tôi vẫn chưa nhìn ra chút sơ hở nào. Lời nói của Hồ Lão khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Vẫn chưa tìm thấy sơ hở gì sao? Hồ Lão, ông đang đùa sao? Đánh chết Long Ngọc Sơn cũng không tin bộ đồ của Tần Lâm là thật, chỉ cần là hàng giả thì chắc chắn có sơ hở, sao có thể không nhìn ra chứ? Hồ Lão là chuyên gia giám định, biết rõ quần áo của Playboy như thế nào, không thể không nhìn ra hàng giả được. Hồ Lão chau mày, nói. Kỹ thuật dệt vải, chất vải, khuy áo của bộ đồ này đều là hàng thật, đến cả cách đính khuy áo cũng là kỹ thuật riêng của Playboy, chiếc khuy áo này chắc chắn hàng giả không thể làm ra được. Long Ngọc Sơn chau mày, có chút không tin. Hồ Lão, ông xem kỹ lại đi, đừng nhìn nhầm đấy. Hồ Lão gật đầu, thật ra ông ta cũng không tin bộ đồ của Tần Lâm là thật, bèn nói với Tần Lâm. Cậu có thể cho tôi xem cổ áo một chút không? Nhãn hiệu gắn trên cổ áo là nơi khó làm giả nhất, cho nên xem nhãn hiệu là cách có thể xác định chính xác nhất. Tần Lâm gật đầu, không ngại để cho ông ta xem tiếp, dù gì cũng để ông ta xem rồi thì để ông ta xem cho rõ đi. Xem đi. Nói xong, Tần Lâm cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho Hồ Lão để ông ta kiểm tra. Sau khi cởi ra, mọi người mới nhìn thấy chiếc sơ mi bên trong của Tần Lâm, chiếc sơ mi này nhìn là biết không hề đơn giản rồi. Đây là sơ mi Misa nổi tiếng ở Italia. Do đại sư Milan làm ra, giá cả không hề rẻ, hơn nữa người sở hữu bộ đồ này đều là những người có địa vị cao. Chiếc sơ mi này không cần phải kiểm tra hàng thật hàng giả. Vì loại áo sơ mi này không có nhãn hiệu, bởi chỉ cần nhìn vào chất liệu và thiết kế là có thể nhận ra rồi. Vừa nhìn chiếc sơ mi của Tần Lâm là biết vô cùng cao cấp rồi. Mặc chiếc áo sơ mi cao cấp như vậy không giống kiểu người mặc đồ giả chút nào. Đương nhiên Hồ Lão cũng nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Tần Lâm rồi, điều này khiến ông ta càng nghi ngờ nhiều hơn. Ông ta lấy ra một chiếc kính lúp từ trong túi, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ chiếc áo của Tần Lâm. Nhìn thấy nhãn hiệu trên cổ áo, vẻ mặt Hồ Lão dần trở lên nghiêm trọng. Bộ quần áo này nhìn thế nào cũng không ra hàng giả. Vẻ chau mày của Tần Lâm khiến mọi người vô cùng bực mình, nhìn cổ áo cũng không tìm ra sao. Cổ áo có nhãn hiệu, bình thường đây là nơi khó làm giả nhất, kỹ thuật phức tạp nhất, thậm chí có cả kỹ thuật chống nhái nữa. Đương nhiên, bộ quần áo của Tần Lâm làm nhái rất thành công, ít nhất bọn họ cũng không nhận ra. Hơn nữa đến Hồ Lão cũng đã nhìn một lúc lâu như vậy rồi, chứng tỏ bộ quần áo này không hề tầm thường. Tất cả các cô gái ở đây đều muốn hỏi, bộ quần áo này được làm ở đâu nhưng vì ngại mất mặt nên không hỏi. Long Ngọc Sơn có chút sốt ruột, anh ta bảo Hồ Lão ra đây để làm bẽ mặt Tần Lâm, vậy mà tình hình bây giờ lại chả có lợi với anh ta chút nào. Hồ Lão, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Hồ Lão chau mày, có chút không vui. Tôi có nhìn ra hay không còn cần cậu ra lệnh sao? Vẻ mặt Long Ngọc Sơn có chút ngại ngùng, cũng ngại nói thêm nên chỉ đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, Hồ Lão cất kính lúp đi, cẩn thận nhìn lại cổ áo, túi áo, vạt áo, áo bên trong lại một lần nữa rồi nói. Bộ đồ này là thật. Hồ Lão vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Tất cả mọi người đều lặng người, trên mặt ai cũng có vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Không thể nào,
Long Ngọc Sơn là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao Tần Lâm lại có bộ đồ này chứ? Người có thể mặc bộ đồ này phải có thân phận địa vị như thế nào chứ? Nếu anh thật sự là người có thân phận địa vị như vậy thì sao lại khiêm tốn chứ? Hồ Lão nói, bộ đồ này từ kỹ thuật chất liệu đến sợi kim tuyến cũng đều là hàng thật, hơn nữa một bộ đồ không tì vết như thế này chắc chắn là do một vị đại sư làm ra. Những vị lãnh đạo của công ty đều có kỹ thuật đỉnh cao, đại sư là người luôn tỉ mỉ hơn so với người học việc. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy kỹ thuật của tổng giám đốc công ty chúng tôi, tốt quá, thật sự quá tốt. Nói xong Hồ Lão có chút nghẹn ngào, giống như nhớ lại những năm tháng ấy, cảm thấy vô cùng xúc động. Long Ngọc Sơn chau mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Hồ Lão, ông có nhầm không? Sao bộ đồ này có thể là thật chứ? Đánh chết Long Ngọc Sơn cũng không tin, Tần Lâm mà cũng có thể sở hữu bộ đồ cao cấp đến vậy sao, vô lý quá rồi đấy. Vẻ mặt Hồ Lão trầm xuống, sao vậy, cậu nghi ngờ năng lực giám định của tôi? Vẻ mặt Long Ngọc Sơn hơi ngại ngùng, không dám không dám, đương nhiên không thể nghi ngờ năng lực giám định của Hồ Lão, nhưng tôi chỉ sợ có người đầu cơ trục lợi để lừa ông. Hồ Lão hừ một tiếng, đừng thấy tôi già rồi mà muốn lừa tôi, không dễ vậy đâu. Long Ngọc Sơn thở dài, xem ra bộ đồ này là thật rồi, nếu không Hồ Lão cũng không phản ứng như vậy. Bộ đồ này là thật thì cũng có khả năng, nhưng đồ thật chưa chắc đã chứng minh đó là đồ của anh. Mọi người ngây ra, đúng vậy, vừa rồi vẫn chưa phản ứng kịp. Bộ đồ này đúng là thật, nhưng chưa chắc đã là của Tần Lâm, nhỡ Tần Lâm làm điều gì mờ ám thì sao? Long Ngọc Sơn nói như vậy, Hồ Lão cũng chau mày. Theo sự hiểu biết của tôi về Tổng Giám Đốc thì bộ đồ này không thể tặng cho một kẻ vô danh được, nói đi, cậu trộm bộ đồ này ở đâu? Có thể mặc được loại trang phục này đương nhiên không phải người thường, nhất định cũng không phải là kẻ đi bán quần áo. Vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi, bộ trang phục này là Tần Lâm trộm được. Tần Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói. Bộ trang phục này là của tôi. Của anh, hừ, anh nghĩ chúng tôi là lũ ngu à? Vừa nãy đã nói rồi, người có được bộ trang phục này phải là ai chứ? Phải là ông chủ lớn nổi tiếng thì mới mặc được. Anh nghĩ mình là dạng đấy sao? Long Ngọc Sơn nói mặc dù rất thẳng thắn và khó nghe, nhưng thực tế thì đúng là vậy. Tần Lâm trông chẳng có vẻ gì giống hai vị kia, người ta là ông chủ nổi tiếng đương nhiên sẽ không có quan hệ với Tần Lâm rồi. Hồ Lão nói, lời có thẳng thắn thì vẫn phải nói, cậu căn bản không có tư cách mặc bộ đồ này, mặc dù tôi dám định ra nó là hàng thật, nhưng cần cậu giải thích một chút, bộ đồ này cậu lấy đâu ra? Mặc dù tôi đã nghỉ hưu rồi, nhưng dù sao đây cũng là công ty tôi phấn đấu một đời, tôi nhất định phải bảo vệ danh dự của nó. Đây là bộ đồ đại diện cho hình tượng cao quý nhất của công ty, không thể để cho người bình thường như cậu mặc nó rồi đi khắp nơi lừa đảo được. Lời Hồ Lão rất có quyền lực, sau khi nói xong, Tần Lâm lập tức trở thành kẻ bị mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người bắt đầu chất vấn. Bộ đồ quý giá như vậy, nó có giá trị trên cả một bộ đồ, hơn nữa còn là biểu tượng của thân phận, cậu mặc nó ra đường đúng là to gan thật. Đúng vậy, trộm đồ muốn bán thì thôi. Còn mặc ra ngoài giả vờ giàu có thì đúng là chịu cậu rồi. Cậu sẽ không định dựa vào bộ đồ này để lừa Hồ Gia Hân chứ? Mọi người đừng vội, cũng chưa chắc là do cậu ta trộm, khéo là người khác trộm, sau đó cậu ta mua từ người khác đấy. Cũng có lý, trông dáng vẻ không hoảng loạn kia, có lẽ là không phải kẻ trộm. Mọi người đều ấn tượng khá dập khuôn về kẻ trộm khi bị phát hiện thì nhất định sẽ hoảng loạn. Tần Lâm bình tĩnh như vậy cũng chưa chắc là trộm. Người vừa nãy nói cũng có lý, có khả năng là Tần Lâm mua phải tang vật, anh đương nhiên không biết, còn tưởng chỉ là một bộ lễ phục cao cấp mà thôi. Long Ngọc Sơn cười khẩy, nếu là mua được tang vật thì cũng không phải đồ của anh ta, mau giao nó ra. Đúng vậy, giao nó ra nếu như là trộm thì anh giao nó ra cũng là việc nên làm. Nếu như không trộm thì cũng là mua tang vật thì phải trả giá, anh coi như mất tiền đi. Cởi cả quần ra giao cho Hồ Lão, để Hồ Lão đích thân trả lại. Không sai, biết điều thì cởi ra đừng ép chúng tôi phải ra tay. Một đám người dưới sự gợi ý của Long Ngọc Sơn, rộn ràng kéo nhau đến bao vây Tần Lâm lại, ai ai cũng không có ý tốt, dường như muốn ra tay với Tần Lâm. Sắc mặt Hồ Gia Hân thay đổi, vội vàng chắn trước mặt Tần Lâm, cô ấy nói. Mấy người làm gì vậy, có chứng cứ chứng minh đây là tang vật không?
Lúc này Hồ lão tâm tình rất kích động, đây không phải tang vật chắc. Chẳng nhẽ chủ tịch của chúng tôi đưa cho cậu ta? Cô hỏi cậu ta xem chủ tịch chúng tôi tên gì? Tần Lâm cười khẩy, tôi không quen á. Tôi mà không quen cái tên Hugh Hefner thay phụ nữ nhiều hơn thay quần áo chắc. Hồ lão sững sờ, không ngờ Tần Lâm thực sự nói ra cái tên này. Long Ngọc Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, Hugh Hefner nổi tiếng ngời ngời, chỉ cần tra một phát là tra ra ngay, ai chẳng biết ông ấy là người sáng lập của hãng Playboy chứ. Hơn nữa chủ tịch Hugh Hefner xuất hiện nhiều lần trên mấy tin tức nóng, tôi cũng biết nhưng điều này đâu chứng minh được bộ đồ này là ông ấy đưa cho cậu. Hồ lão vốn hơi dao động, nhưng nghe thấy Long Ngọc Sơn nói như vậy thì đúng là có lý. Chủ tịch của bọn họ nổi tiếng thế, người hơi để ý đến là biết ngay, Tần Lâm có thể nói ra cái tên này cũng chẳng có gì lạ. Ở đây có rất nhiều người có thể nói được điều này, dù sao mấy tin hot của Hugh Hefner cũng thường thấy. Hồ lão nói, cái này không thể chứng minh bộ đồ này là của cậu, nếu như cậu không nói ra được chứng cứ thích đáng, thì cậu giao bộ đồ này ra đi. Dựa vào đâu, Hồ Gia Hân không vui rồi, mấy người có tư cách gì? Bộ đồ này là của Tần Lâm, dựa vào đâu mà anh ấy phải giao ra? Hồ Gia Hân cạn lời, đưa Tần Lâm đến tiệc rượu, không ngờ lại xảy ra chuyện này, bọn họ rõ ràng chẳng chọc vào ai, mà nhiều người muốn lại đây để lột đồ của anh như vậy. Đúng là không công bằng. Tần Lâm cười khẩy, Gia Hân, đừng nóng, chẳng phải chỉ cần chứng minh thôi sao, đơn giản. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi cho một người. Mấy giây sau, đầu dây bên kia có người bắt máy. Hello, Tần yêu quý. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nước ngoài, từ chữ Tần yêu quý này có thể thấy được, quan hệ của người này với Tần Lâm rất thân thiết, vô cùng khách sáo. Là tôi, bây giờ tiếng Trung của ông thế nào rồi? Cũng được, tôi có thiên phú dị bẩm, tiếng Trung cũng nói được 7-8 phần rồi. Nghe thấy giọng nói này, Hồ lão kinh ngạc, trợn to mắt, mắt chữ A mồm chữ O. Là Hugh Hefner, là chủ tịch. Giọng của Hugh Hefner rất đặc biệt, rất dễ nhận biết, cả đời này Hồ lão cũng không quên được. Hugh Hefner cũng nghe thấy giọng Hồ lão, có hơi tò mò. Là lão Hồ sao, cậu Tần, cậu ở cạnh lão Hồ à? Tần Lâm nói, không sai, vị Hồ lão đây bảo bộ đồ tôi đang mặc là do tôi trộm được, bảo tôi cởi quần trước mặt mọi người để trả cho ông ta. Tần Lâm nói xong, đầu dây bên kia im bặt, sau đó giọng điệu bắt đầu trở nên lạnh lùng. Lão Hồ, lời này là do ông nói à? Giọng điệu này khác hoàn toàn với giọng thoải mái lúc nãy, mặc dù không thấy được sự tức giận trong lời nói của Hugh Hefner lúc này, cũng không có từ ngữ gì quá khích, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được, Hugh Hefner tức giận rồi. Hơn nữa còn là rất tức giận, lửa giận lan ra cháy khắp nơi. Có lúc, sự yên lặng trước cơn bão còn kinh khủng hơn. Mặt lão Hồ vô cùng khó coi, cho dù đã nghỉ hưu rồi, nhưng đối phương vẫn là ông chủ cũ của ông ta, sao ông ta dám vô lễ chứ? Chủ tịch, tôi nghĩ rằng cậu ta trộm. Ông điên à, Hugh Hefner đột nhiên cao giọng, có vẻ như đã tức giận không chịu được. Nghe thấy ba chữ này, Hồ lão lo lắng đến hai chân run rẩy, suýt nữa quỳ xuống đất. Giọng điệu của Hugh Hefner trở nên lạnh lùng, cậu Tần là ân nhân cứu mạng của tôi. Là khách quý mà tôi kính trọng nhất, ông dám bảo cậu ấy trộm đồ sao? Đừng nói đến một bộ quần áo, tôi đã cho cậu ấy cả công ty rồi, tôi còn chả dám nói một chữ không. Lão Hồ, có phải ông càng già càng hồ đồ không? Lời Hugh Hefner khiến sắc mặt Hồ lão khó coi đến cực điểm. Vâng, chủ tịch, tôi sai rồi. Được rồi, mau xin lỗi cậu Tần, lần sau mà còn thất lễ nữa thì đừng nói ông quen tôi. Nói xong Hugh Hefner liền cúp máy. Hồ lão đầu đầy mồ hôi, vội vàng đi đến trước mặt Tần Lâm, cung kính cúi người, nói. Cậu Tần, là tôi có mắt không tròng, mong cậu lượng thứ. Mọi người lúc này đều trố mắt nghẹn họng. Mọi người có thể nghe được nội dung của cuộc điện thoại lúc nãy, họ không thể nào ngờ được Tần Lâm lại có số liên lạc với Hugh Hefner, hơn nữa bộ quần áo này cũng là do Hugh Hefner đưa cho Tần Lâm. Đúng là thú vị mà. Ánh mắt của mọi người bắt đầu phát sáng, có điều nhìn qua nhìn lại, cuối cùng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn lên người Long Ngọc Sơn. Đúng là vả mặt mà, Long Ngọc Sơn lúc nãy vừa oang oang cái mồm bảo Tần Lâm trộm đồ, đây là tang vật, kết quả bây giờ thì thế nào? Người ta gọi điện thẳng cho chủ tịch để chứng minh, còn nói được gì nữa đâu.
Sắc mặt Long Ngọc Sơn thực sự xấu hổ, anh ta ngượng ngùng nói. Ha ha, hóa ra chỉ là hiểu lầm, người anh em này làm việc ở đâu vậy? Một người trước đây chưa từng nghe qua lại có bản lĩnh thế này, khiến Hugh Hefner tặng đồ sao? Đúng là nói chuyện trên trời mà, anh ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc Tần Lâm làm cái gì? Hồ Gia Hân liếc mắt, nói. Bạn trai tôi là bác sĩ. Mọi người lúc này mới hiểu ra, là bác sĩ sao? Chẳng trách lúc nãy Hugh Hefner bảo Tần Lâm là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Hóa ra Tần Lâm là bác sĩ. Có điều quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ thực ra không được người ta xem trọng, bởi vì quan hệ này không vững chắc. Bây giờ biết được sự thật, Tần Lâm lấy được bộ đồ này chỉ vì sự cảm kích của Hugh Hefner. Nếu như không phải vì Hugh Hefner cảm kích thì dựa vào đâu một người có thân phận tầm thường như Tần Lâm có thể mặc được bộ đồ giá trị như vậy chứ? Ân nhân cứu mạng chủ yếu là vì người ta là người bệnh nên biết ơn thôi, đây chỉ có thể nói rõ được Hugh Hefner cảm ơn mà thôi, chứ không chứng minh được Tần Lâm có bản lĩnh gì. Long Ngọc Sơn cười ha ha, giả bộ cái gì chứ, chỉ là muốn trèo cao với Hồ Gia Hân thôi, da mặt dày thật. Hồ Gia Hân kéo tay Tần Lâm. Ngực tự nhiên áp sát vào cánh tay anh, mùi hương mê hoặc khiến người khác có hơi hoảng hốt. Cũng may Tần Lâm khá vững tâm, nếu không chắc không chịu nổi. Long Ngọc Sơn ở bên thấy cảnh này thì khen, anh ta nhíu mày nói. Gia Hân, hai người quen nhau thế nào? Hồ Gia Hân đáp như thật, lão Tần từng chữa bệnh cho tôi. Sắc mặt Long Ngọc Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ồ, hóa ra lại là ân nhân cứu mạng sao? Tôi nói này người anh em. Anh chữa bệnh cứu người là điều đương nhiên. Sao anh toàn dùng chuyện này để uy hiếp người bệnh vậy, anh thấy có ổn không vậy? Tần Lâm nghe thấy vậy liền nhíu mày, uy hiếp người bệnh, anh nghe cái này từ đâu ra vậy? Long Ngọc Sơn cười nhạt, từ đâu ra á, trong lòng anh phải tự biết chứ. Cái Long Ngọc Sơn nói một là Hugh Hefner lúc nãy, Hugh Hefner và Tần Lâm chỉ có quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ, vậy nên trong mắt Long Ngọc Sơn, Tần Lâm chỉ đang dùng quan hệ ân nhân cứu mạng để bòn rút tiền thôi. Mà người thứ hai là Hồ Gia Hân, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù là cảnh tượng đẹp đấy, nhưng ở đây nói cứu không phải là bác sĩ cứu người. Bác sĩ có lúc một ngày cứu được mười mấy người thậm chí cả mấy chục người, nếu như ai ai cũng đều mang ơn cứu mạng của anh thì khắp đất trời này ai ai cũng là bạn anh rồi. Bác sĩ chữa bệnh là nghề nghiệp, là công việc, là điều nên làm, chứ không phải là dùng nó để đòi tiền hay uy hiếp. Hồ Gia Hân hiểu được ý của Long Ngọc Sơn, nhíu mày nói. Anh hiểu lầm rồi, tôi đến với lão Tần không phải vì anh ấy cứu mạng tôi. Long Ngọc Sơn không hiểu, vậy thì em thích anh ta ở điểm nào? Hồ Gia Hân cười khẩy, lão Tần có rất nhiều ưu điểm nên tôi rất thích. Mặt Long Ngọc Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ví dụ như. Giàu có sao? Cái xã hội này, thẳng thắn nhất vẫn là đồng tiền. Vừa nhắc đến đồng tiền. Mọi người đều thấy nhạy cảm, mà Long Ngọc Sơn lại là người có tiền, cũng khá giả hơn so với người bình thường. Ít nhất như anh ta thấy, anh ta giàu có hơn Tần Lâm nhiều lần. Một bác sĩ, cho dù có là thần y đứng đầu thì có bao nhiêu tài sản chứ? Xã hội bây giờ, chỉ có người quản lý mới là người kiếm được nhiều tiền, làm bác sĩ như vậy cùng lắm chỉ được coi là thợ tay nghề giỏi, tầng lớp làm công ăn lương, chứ chẳng có bản lĩnh gì. Hồ Gia Hân cười khẩy, anh nghĩ tôi thiếu tiền sao? Long Ngọc Sơn cười nhạt, Gia Hân, không thể nói như vậy. Em đúng là không thiếu tiền, nhưng tìm bạn trai thì nên môn đăng hộ đối chút chứ, mặc dù em không thiếu tiền nhưng nếu như tìm một tên ăn bám thì không bền đâu. Điều kiện kinh tế của anh ta không cùng đẳng cấp với em, hai người ở trong hai thế giới khác nhau, anh ta không thể nào thâm nhập vào cuộc sống của em được, có thể em chỉ là có hứng thú nhất thời thôi, đợi lúc này qua đi. Bình tĩnh lại, em sẽ biết chúng ta mới là môn đăng hộ đối. Long Ngọc Sơn tự cho rằng mình có lý, lại thêm vẻ thâm tình, sau đó duỗi tay ra định chạm vào Hồ Gia Hân. Tần Lâm nhíu mày, tiến đến trước mặt Long Ngọc Sơn, nắm lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng nói. Nói thì nói chứ đừng có động tay động chân. Tần Lâm bây giờ là bạn trai của Hồ Gia Hân, đương nhiên sẽ phải thực hiện chức trách của bạn trai. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà có người dám vuốt ve bạn gái anh thì đúng là muốn chết. Long Ngọc Sơn bị Tần Lâm nắm lấy cổ tay, lập tức cảm thấy đau đớn, mặt đỏ rực lên. Làm gì thế, anh mau thả tôi ra, anh mau thả tôi ra. Long Ngọc Sơn giãy giụa một hồi, lùi lại mấy bước Tần Lâm mới thả anh ta ra.
Long Ngọc Sơn xoa cổ tay bị Tần Lâm bóp đến tím tái, nghiến chặt rằng. Thô lỗ, đúng là thô lỗ. Anh là người thô lỗ như vậy sao xứng với Gia Hân chứ? Tên nghèo rách, còn dám ở địa bàn của tôi bày trò. Đây là du thuyền của tôi, nếu như tôi bảo anh phải xuống thì anh nghĩ anh có tư cách đứng đây không? Hồ Gia Hân nhíu mày, chắn trước mặt Tần Lâm rồi nói. Long Ngọc Sơn, anh đừng quá đáng, du thuyền của anh thì sao chứ? Đây là anh mời tôi đến đây, nếu như bắt tôi xuống thì phải đến bờ thì chúng tôi mới xuống được. Long Ngọc Sơn cười khẩy, Gia Hân, em xem này, đây là khoảng cách địa vị. Anh có tiền, anh có thể quyết định anh ta đi hay ở, còn anh ta chỉ là một tên nghèo hèn, chỉ có thể bị anh quyết. Em muốn bạn trai em sau này vẫn cứ thế chắc, gặp chuyện gì cũng được em bảo vệ. Hồ Gia Hân nhíu mày, Long Ngọc Sơn này đúng là ép người quá đáng. Long Ngọc Sơn, anh. Hồ Gia Hân còn chưa nói xong, Tần Lâm đã tiến lên, đứng trước mặt cô ấy rồi nói. Lời này cũng không sai, đàn ông sao có thể đứng sau lưng phụ nữ chứ? Hồ Gia Hân sững sờ, sau đó liền nhíu mày nói. Lão Tần, bây giờ không phải lúc anh thể hiện, anh ta nếu như thực sự đuổi anh xuống thì anh làm thế nào? Anh tự chèo thuyền quay về à? Long Ngọc Sơn cười phá lên, được đấy, tí nữa tôi sẽ chuẩn bị cho anh Tần đây một con thuyền nhỏ. Để anh ta tự trèo về, trèo thuyền vẫn đỡ hơn bơi mà. Tần Lâm cười khẩy, để tôi trèo. Anh có tư cách sao? Long Ngọc Sơn nói, tôi không tư cách á. Đây là du thuyền của tôi, anh nghĩ tôi có tư cách không? Ha ha ha, đúng là buồn cười. Nghe thấy lời Long Ngọc Sơn nói, Tần Lâm khinh bỉ nói. Du thuyền của anh á? Chưa chắc đâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chiếc du thuyền này có cửa sổ trên mái trông rất đặc biệt. Nếu như nhìn từ trên xuống có thể thấy một chữ Tần được viết bằng chữ tiểu triện. Mọi người có thể nghe được nội dung của cuộc điện thoại lúc nãy, họ không thể nào ngờ được Tần Lâm lại có số liên lạc với Hugh Hefner, hơn nữa bộ quần áo này cũng là do Hugh Hefner đưa cho Tần Lâm. Đúng là thú vị mà, ánh mắt của mọi người bắt đầu phát sáng, có điều nhìn qua nhìn lại, cuối cùng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn lên người Long Ngọc Sơn. Đúng là vả mặt mà. Long Ngọc Sơn lúc nãy vừa oang oang cái mồm bảo Tần Lâm trộm đồ, đây là tang vật, kết quả bây giờ thì thế nào? Người ta gọi điện thẳng cho chủ tịch để chứng minh, còn nói được gì nữa đâu. Sắc mặt Long Ngọc Sơn thực sự xấu hổ, anh ta ngượng ngùng nói. Ha ha, hóa ra chỉ là hiểu lầm, người anh em này làm việc ở đâu vậy? Một người trước đây chưa từng nghe qua lại có bản lĩnh thế này, khiến Hugh Hefner tặng đồ sao? Đúng là nói chuyện trên trời mà. Anh ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc Tần Lâm làm cái gì? Hồ Gia Hân liếc mắt, nói. Bạn trai tôi là bác sĩ. Mọi người lúc này mới hiểu ra, là bác sĩ sao? Chẳng trách lúc nãy Hugh Hefner bảo Tần Lâm là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Hóa ra Tần Lâm là bác sĩ. Có điều quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ thực ra không được người ta xem trọng, bởi vì quan hệ này không vững chắc. Bây giờ biết được sự thật. Tần Lâm lấy được bộ đồ này chỉ vì sự cảm kích của Hugh Hefner. Nếu như không phải vì Hugh Hefner cảm kích thì dựa vào đâu một người có thân phận tầm thường như Tần Lâm có thể mặc được bộ đồ giá trị như vậy chứ? Ân nhân cứu mạng chủ yếu là vì người ta là người bệnh nên biết ơn thôi, đây chỉ có thể nói rõ được Hugh Hefner cảm ơn mà thôi, chứ không chứng minh được Tần Lâm có bản lĩnh gì. Long Ngọc Sơn cười ha ha, giả bộ cái gì chứ, chỉ là muốn trèo cao với Hồ Gia Hân thôi, da mặt dày thật. Hồ Gia Hân kéo tay Tần Lâm, ngực tự nhiên áp sát vào cánh tay anh, mùi hương mê hoặc khiến người khác có hơi hoảng hốt. Cũng may Tần Lâm khá vững tâm, nếu không chắc không chịu nổi. Long Ngọc Sơn ở bên thấy cảnh này thì khen, anh ta nhíu mày nói. Gia Hân, hai người quen nhau thế nào? Hồ Gia Hân đáp như thật, lão Tần từng chữa bệnh cho tôi. Sắc mặt Long Ngọc Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ồ, hóa ra lại là ân nhân cứu mạng sao? Tôi nói này người anh em, anh chữa bệnh cứu người là điều đương nhiên. Sao anh toàn dùng chuyện này để uy hiếp người bệnh vậy, anh thấy có ổn không vậy? Tần Lâm nghe thấy vậy liền nhíu mày, uy hiếp người bệnh, anh nghe cái này từ đâu ra vậy? Long Ngọc Sơn cười nhạt, từ đâu ra á, trong lòng anh phải tự biết chứ. Cái Long Ngọc Sơn nói một là Hugh Hefner lúc nãy, Hugh Hefner và Tần Lâm chỉ có quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ, vậy nên trong mắt Long Ngọc Sơn, Tần Lâm chỉ đang dùng quan hệ ân nhân cứu mạng để bòn rút tiền thôi. Mà người thứ hai là Hồ Gia Hân, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù là cảnh tượng đẹp đấy,
nhưng ở đây nói cứu không phải là bác sĩ cứu người. Bác sĩ có lúc một ngày cứu được mười mấy người, thậm chí cả mấy chục người, nếu như ai ai cũng đều mang ơn cứu mạng của anh thì khắp đất trời này ai ai cũng là bạn anh rồi. Bác sĩ chữa bệnh là nghề nghiệp, là công việc, là điều nên làm, chứ không phải là dùng nó để đòi tiền hay uy hiếp. Hồ Gia Hân hiểu được ý của Long Ngọc Sơn, nhíu mày nói. Anh hiểu lầm rồi, tôi đến với lão Tần không phải vì anh ấy cứu mạng tôi. Long Ngọc Sơn không hiểu, vậy thì em thích anh ta ở điểm nào? Hồ Gia Hân cười khẩy, lão Tần có rất nhiều ưu điểm nên tôi rất thích. Mặt Long Ngọc Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ví dụ như. Giàu có sao? Cái xã hội này, thẳng thắn nhất vẫn là đồng tiền. Vừa nhắc đến đồng tiền, mọi người đều thấy nhạy cảm, mà Long Ngọc Sơn lại là người có tiền, cũng khá giả hơn so với người bình thường. Ít nhất như anh ta thấy, anh ta giàu có hơn Tần Lâm nhiều lần. Một bác sĩ, cho dù có là thần y đứng đầu thì có bao nhiêu tài sản chứ? Xã hội bây giờ, chỉ có người quản lý mới là người kiếm được nhiều tiền, làm bác sĩ như vậy cùng lắm chỉ được coi là thợ tay nghề giỏi, tầng lớp làm công ăn lương, chứ chẳng có bản lĩnh gì. Hồ Gia Hân cười khẩy, anh nghĩ tôi thiếu tiền sao? Long Ngọc Sơn cười nhạt, Gia Hân, không thể nói như vậy. Em đúng là không thiếu tiền, nhưng tìm bạn trai thì nên môn đăng hộ đối chút chứ. Mặc dù em không thiếu tiền nhưng nếu như tìm một tên ăn bám thì không bền đâu. Điều kiện kinh tế của anh ta không cùng đẳng cấp với em, hai người ở trong hai thế giới khác nhau, anh ta không thể nào thâm nhập vào cuộc sống của em được, có thể em chỉ là có hứng thú nhất thời thôi, đợi lúc này qua đi, bình tĩnh lại, em sẽ biết chúng ta mới là môn đăng hộ đối. Long Ngọc Sơn tự cho rằng mình có lý, lại thêm vẻ thâm tình, sau đó duỗi tay ra định chạm vào Hồ Gia Hân. Tần Lâm nhíu mày. Tiến đến trước mặt Long Ngọc Sơn, nắm lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng nói. Nói thì nói chứ đừng có động tay động chân. Tần Lâm bây giờ là bạn trai của Hồ Gia Hân, đương nhiên sẽ phải thực hiện chức trách của bạn trai. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà có người dám vuốt ve bạn gái anh thì đúng là muốn chết. Long Ngọc Sơn bị Tần Lâm nắm lấy cổ tay, lập tức cảm thấy đau đớn, mặt đỏ rực lên. Làm gì thế? Anh mau thả tôi ra! Anh mau thả tôi ra! Long Ngọc Sơn giãy giụa một hồi, lùi lại mấy bước Tần Lâm mới thả anh ta ra. Long Ngọc Sơn xoa cổ tay bị Tần Lâm bóp đến tím tái, nghiến chặt rằng. Thô lỗ, đúng là thô lỗ. Anh là người thô lỗ như vậy sao xứng với Gia Hân chứ? Tên nghèo rách, còn dám ở địa bàn của tôi bày trò. Đây là du thuyền của tôi, nếu như tôi bảo anh phải xuống thì anh nghĩ anh có tư cách đứng đây không? Hồ Gia Hân nhíu mày, chắn trước mặt Tần Lâm rồi nói. Long Ngọc Sơn, anh đừng quá đáng, du thuyền của anh thì sao chứ, đây là anh mời tôi đến đây, nếu như bắt tôi xuống thì phải đến bờ thì chúng tôi mới xuống được. Long Ngọc Sơn cười khẩy, Gia Hân, em xem này, đây là khoảng cách địa vị. Anh có tiền, anh có thể quyết định anh ta đi hay ở, còn anh ta chỉ là một tên nghèo hèn, chỉ có thể bị anh quyết. Em muốn bạn trai em sau này vẫn cứ thế chắc, gặp chuyện gì cũng được em bảo vệ. Hồ Gia Hân nhíu mày. Long Ngọc Sơn này đúng là ép người quá đáng. Long Ngọc Sơn, anh. Hồ Gia Hân còn chưa nói xong, Tần Lâm đã tiến lên, đứng trước mặt cô ấy rồi nói. Lời này cũng không sai, đàn ông sao có thể đứng sau lưng phụ nữ chứ? Hồ Gia Hân sững sờ, sau đó liền nhíu mày nói. Lão Tần, bây giờ không phải lúc anh thể hiện, anh ta nếu như thực sự đuổi anh xuống thì anh làm thế nào? Anh tự chèo thuyền quay về à? Long Ngọc Sơn cười phá lên, được đấy, tí nữa tôi sẽ chuẩn bị cho anh Tần đây một con thuyền nhỏ, để anh ta tự chèo về, chèo thuyền vẫn đỡ hơn bơi mà. Tần Lâm cười khẩy, để tôi chèo, anh có tư cách sao? Long Ngọc Sơn nói, tôi không tư cách á, đây là du thuyền của tôi, anh nghĩ tôi có tư cách không? Ha ha ha, đúng là buồn cười. Nghe thấy lời Long Ngọc Sơn nói, Tần Lâm khinh bỉ nói. Du thuyền của anh á, chưa chắc đâu. Ngẩng đầu nhìn lại, chiếc du thuyền này có cửa sổ trên mái trông rất đặc biệt, nếu như nhìn từ trên xuống có thể thấy một chữ Tần được viết bằng chữ tiểu triện. Long Ngọc Sơn thẹn quá hóa giận, anh ta cũng không ngờ sẽ có kết quả như thế này. Trên thực tế, tình huống hiện tại vô cùng rõ ràng, nhưng Long Ngọc Sơn không muốn tin mà thôi. Du thuyền này là của anh ta, thuộc về gia đình anh ta. Gia Hân, em tin tôi đi, du thuyền này là của nhà tôi. Hồ Gia Hân nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường,
người như Long Ngọc Sơn, nếu không có tiền thì e rằng đến việc sống một cuộc sống bình thường còn khó nữa là. Tần Lâm bèn cười khẩy, được rồi, cứ theo cách mà Long thiếu gia nói lúc nãy đi, cho anh ta một con thuyền rồi đuổi xuống đó. Vâng, thuyền trưởng Lưu Nghị lập tức hiểu ra ý của Tần Lâm, rồi nói với nhân viên bảo vệ ở sau. Còn không mau ra tay. Vâng, thưa thuyền trưởng. Những nhân viên bảo vệ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của thuyền trưởng nói gì thì bọn họ sẽ làm cái đó. Đám người này một giây trước còn đứng sau lưng Long Ngọc Sơn, giây sau đã trở thành kẻ địch, chuyển biến này cũng nhanh quá rồi đấy. Sắc mặt Long Ngọc Sơn thay đổi rõ rệt. Làm gì thế, các người muốn làm gì? Mau tránh ra, đây là thuyền của tôi. Cho dù Long Ngọc Sơn có giãy giụa như thế nào thì đám người này cũng không để cho anh ta có mặt mũi, bọn họ trực tiếp khiêng anh ta ra ngoài. Đến bong tàu, đặt thang, thả tàu đệm khí xuống, sau đó mặc áo phao cho Long Ngọc Sơn rồi lập tức ném anh ta xuống. Một con thuyền, một mái chèo và một chiếc áo phao. Đây là tất cả trang bị của Long Ngọc Sơn. Nước lạnh khiến Long Ngọc Sơn rùng mình, nhìn du thuyền trước mắt, cuối cùng anh ta cũng định thần lại, đây không phải là mơ. Mà chính là sự thật, anh ta thực sự đã bị ném xuống biển. Cho dù có áo phao và thuyền, nhưng khả năng sống sót trở về giữa đại dương bao la này là vô cùng thấp, hy vọng là đừng gặp phải những thứ như cá mập. Hoàn toàn không thể nào ngờ Tần Lâm lại là một nhân vật máu mặt như thế, trong lòng Long Ngọc Sơn cảm thấy vô cùng hối hận. Sau khi Long Ngọc Sơn bị ném xuống, bầu không khí trên du thuyền đột nhiên trở nên hài hòa hơn rất nhiều, mọi người bắt đầu vây quanh Tần Lâm hỏi chuyện. Ai cũng muốn được làm quen với anh. Đột nhiên, có một ông già lên tiếng. Gia Hân, làm sao hai người quen được nhau, bệnh như thế nào? Tim Hồ Gia Hân bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, sức khỏe cô vô cùng tốt, làm sao có thể bệnh được chứ? Hồ Gia Hân do dự một lúc, sau cùng vẫn quyết định nói về bệnh tình của bản thân, tuy có hơi mê tín, nhưng trên đời vẫn còn nhiều điều không thể giải thích được, không phải lúc nào cũng cho là mê tín được. Nghe xong câu chuyện của Hồ Gia Hân, mọi người càng thêm kính phục Tần Lâm, không ngờ anh còn biết cả bí thuật phong thủy. Y thuật đã đủ đỉnh rồi, lại còn biết về phương diện này nữa ư. Tần Lâm mỉm cười, khiêm tốn nói. Chữa bệnh cứu người mà thôi, đây cũng là một phần của bác sĩ. Đối với Tần Lâm mà nói, bệnh bên ngoài và bệnh bên trong không quá khác biệt, chỉ là một cái ở trong cơ thể, còn một cái lại ở ngoài cơ thể mà thôi. Môi trường và người mà họ tiếp xúc đều có từ trường rất lớn, loại từ trường này ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng là điều bình thường. Ông lão vừa rồi nghe xong liền trầm tư một lúc, đợi mọi người bàn tán xong xuôi rồi mới bước đến chỗ Hồ Gia Hân, nhỏ giọng nói. Này, có thể nhờ cậu ấy giúp chú được không? Hồ Gia Hân đương nhiên quen ông già này, ông ấy là bạn làm ăn của bố cô, đáng ra cô nên gọi một tiếng, chú Cung. Chú Cung, chú có chuyện gì thế? Anh ấy có thể giúp được chú. Chú Cung cau mày, thở dài rồi nói. Lát nữa xuống thuyền rồi hai đứa đến nhà chú xem thử. Vâng, để cháu nói với lão Tần một tiếng. Nói xong, lúc này Hồ Gia Hân mới nhìn chú Cung một cách cẩn thận. Chú Cung năm nay rõ ràng mới ngoài 50, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đã gần 70 tuổi. Sao mấy năm gần đây lại trở nên xương gió như thế? Chú Cung, sức khỏe chú không sao chứ? Chú Cung lắc đầu, sức khỏe chú không sao, mấy năm nay chú cũng không đến bệnh viện, vô cùng khỏe mạnh, chỉ là... Chú Cung do dự không nói, cuối cùng chỉ đành thở dài, hình như có điều gì đó khó nói. Hồ Gia Hân cũng không hỏi nhiều, cô không hiểu rõ về phương diện này lắm, hay là cứ giao cho Lão Tần thì hơn. Lão Tần, đây là chú Cung, chú ấy có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ. Nếu đã là người thân của Hồ Gia Hân, đương nhiên Tần Lâm sẽ không tỏ ra xa cách. Chú Cung, chú có bệnh gì? Chú Cung lắc đầu, tôi không khám bệnh, là người nhà tôi, lát nữa xuống thuyền rồi nói sau. Nhìn bộ dạng khó nói của chú Cung, e là chuyện này không chỉ đơn giản như thế. Du thuyền cập bờ, tiệc chiêu đã cũng đã xong xuôi, sau đó Tần Lâm, Hồ Gia Hân và chú Cung cùng nhau lên xe. Chú Cung ngồi trên chiếc Mercedes-Benz Maybach, xem ra thân phận cũng không hề tầm thường. Nhưng chuyện này cũng hết sức bình thường, người có thể quen biết Hồ Gia Hân và tham gia bữa tiệc như thế này thì thân phận chắc chắn không thể tầm thường được, cho nên Tần Lâm cũng không hỏi nhiều. Khi đến nhà chú Cung, đó là một căn tứ hợp viện trông tương đối cũ, nhưng lại có nét đẹp riêng.
tuy căn nhà hơi cũ nhưng bên trong lại vô cùng thoải mái. Sau khi đi vào, nhìn thấy phong cảnh xung quanh căn tứ hợp viện không tồi chút nào, phong thủy cũng rất tỉ mỉ, căn nhà được trang trí theo kiểu hiện đại nên việc sử dụng cũng khá thoải mái. Nhìn thì chẳng thấy có vấn đề gì cả. Người có tiền như chú cung, đương nhiên sẽ rất kỹ lưỡng về phong thủy, đặc biệt còn là căn tứ hợp viện có sân rộng như thế này, chắc chắn phải bố trí theo phong thủy. Phong thủy không có vấn đề gì, chỉ không biết chú cung đang muốn nói đến bệnh gì. Chú cung xua tay, đừng vội, ngồi xuống uống tách trà đã, chúng ta từ từ nói. Dứt lời, chú cung hét lên một tiếng, lão tam, ra pha trà mời khách. Vâng, thưa bố. Giọng một thanh niên vọng ra từ bên trong, đây chính là con trai thứ ba của chú cung. Ngay khi lão tam bước ra ngoài, sắc mặt của hai người Tần Lâm và Hồ Gia Hân bỗng nhiên thay đổi. Dáng vẻ của lão tam này khá sáng sủa, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, đáng tiếc là anh bị mù một bên mắt. Hồ Gia Hân vô cùng kinh ngạc, anh ba, sao anh lại thành ra thế này? Lão tam đã quen với chuyện này, bèn bất lực cười nói. Mấy năm trước anh bị đại bàng mổ nên bị mù một mắt. Hồ Gia Hân cau mày, thật là xui xẻo, sao lại để đại bàng mổ mắt chứ? Tần Lâm cũng nhíu mày, sau đó suy nghĩ một hồi. Lão tam bước đến pha trà, chú cung liền nói. Gọi chị hai đến đây. Vâng. Sau khi vào nhà, một lúc sau lại có một người phụ nữ bước ra. Chính xác mà nói thì là ngồi xe lăn đi ra. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lại ngồi trên xe lăn, trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt. Hồ Gia Hân đột nhiên đứng phắt dậy, vội vàng đến giúp đỡ, đẩy chị hai đến. Chị hai, chân chị bị sao thế? Lúc nhỏ Hồ Gia Hân còn chơi nhảy dây với chị hai kia mà, chị hai có đôi chân vô cùng dài và đẹp, sao bây giờ lại ngồi xe lăn rồi? Chị hai bất lực thở dài, mấy năm trước gặp tai nạn xe, chân gãy rồi. Chú cung cũng thở dài, thôi được rồi, con vào đi, gọi anh cả ra đây. Vâng, đưa chị hai vào nhà, không bao lâu sau thì anh cả đi ra. Anh cả ăn mặc nghiêm chỉnh, đội mũ và quấn khăn quanh mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt. Nhưng từ rìa mắt có thể thấy được, vết bỏng trên mặt anh khá nghiêm trọng. Hồ Gia Hân hít sâu một hơi, rốt cuộc ba anh em nhà họ cung bị làm sao vậy, sao ai cũng thành ra thế này chứ? Thân là bác sĩ, Tần Lâm đương nhiên nhìn phát biết ngay, người anh cả toàn thân bị bỏng. Nhìn mức độ tổn thương của chỗ bị bỏng, e rằng không thể nào giải phẫu thẩm mỹ được. Lúc này Hồ Gia Hân nhìn chú cung, cau mày khó hiểu. Chú cung, rốt cuộc là sao vậy ạ? Chú cung thở dài, sự đau khổ hiện lên trong ánh mắt. Nếu như chú nói là đen đủi cháu có tin không? Hồ Gia Hân lắc đầu, đương nhiên là không, chắc chắn là có nguyên do gì đó. Ba đứa con trong nhà đều bị tàn tật, hơn nữa rất nghiêm trọng, tất cả đều là sự cố bất ngờ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì nên mới thế này. Tần Lâm hỏi, có phải chú cung đắc tội với thần linh nào rồi đúng không? Chú cung nhìn Tần Lâm, ánh mắt lóe lên sự khen ngợi, xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh, có thể nói ra được sự thật. Chú cung gật đầu, tầm 10 năm trước, lúc mẹ bọn trẻ còn sống thích mua ngọc bích, bà ấy say mê đồ trang sức, tốn khá nhiều tiền của chú. Lúc đó điều kiện của chú không được tốt, không thể tiêu xài hoang phí như vậy được, vậy nên thường xuyên vì chuyện mua ngọc bích mà cãi nhau với bà ấy. Sau này có một lần chú kinh doanh thất bại. Đúng lúc bà ấy mua rất nhiều ngọc bích từ Vân Nam, trong lúc tức giận chú đã cãi nhau với bà ấy ở trên đường đi. Đó là ở trên một cây cầu, bà ấy hào hứng vui vẻ lấy ra một con tỳ hưu, nói là mời đến cho tôi để chiêu gọi tài lộc diệt trừ ma quỷ. Khi đó chú đang tức điên người, trong lúc bực bội đã đập vỡ con tỳ hưu đó ở dưới đất. Con tỳ hưu bằng ngọc bích đó bị chú đập vỡ, rơi từ trên cầu xuống, mẹ bọn trẻ bị chú chửi một trận, sau đó không mua ngọc bích nữa. Kết quả đến năm thứ hai, bà ấy qua đời vì bệnh ung thư vú. Sau đó, thằng ba bị mù, thằng hai chân thọt, thằng cả bị bỏng toàn thân, cả nhà chú như bị trúng lời nguyền vậy, không thể nào sống yên ổn nữa. Nhưng điều kỳ lạ là, những báo ứng này không rơi vào người chú thà để bản thân bị báo ứng, sao lại để con cái chú chịu đựng chứ? Lúc nói, chú cùng đau khổ ôm mặt, nước mắt lăn dài. Thương thay tấm lòng của các bậc cha mẹ. Sự đau khổ của chú cung tuyệt đối không phải diễn, ông ấy thực sự rất đau buồn.
Đây là nghiệp năm đó ông ấy tạo ra nhưng bản thân lại không gặp báo ứng mà ngược lại là các con, điều này càng khiến ông ấy khó có thể chấp nhận được. Hồ Gia Hân cũng nhíu mày lại, không ngờ trên đời lại có chuyện thế này. Lão Tần, làm sao đây, anh có cách giải quyết đúng không? Tần Lâm cau mày, anh nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện đã rất lâu rồi thực sự không dễ giải quyết, có điều không phải là hết cách. Chú Cung lập tức sáng rực mắt, nắm lấy tay Tần Lâm rồi nói. Tiểu Tần, nếu cậu có cách thì nhất định phải cứu tôi, nhà tôi còn đứa con gái thứ tư nữa, đang học ở bên ngoài, cậu nhất định phải giúp tôi đấy. Trước mắt đứa con gái út của chú Cung chưa xảy ra chuyện, ông ấy không hy vọng nó cũng tàn tật. Tần Lâm đáp, có một vài điều kiện, nếu như chú làm được thì chuyện này có thể giải quyết. Cậu cứ nói đi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ không từ chối. Tần Lâm lắc đầu, chú hiểu lầm rồi, ý cháu không phải cái này, điều kiện mà cháu nói là chú nhất định phải tìm một số món đồ năm đó. Chú Cung cau mày. Đồ vật năm đó, ý cậu là... Tần Lâm nói, nơi mà năm đó vợ chú mua tỉ hưu, chú biết đúng không? Cây cầu năm đó cũng phải tìm. Chú Cung gật đầu, nói ra thì xấu hổ, sau này việc làm ăn của tôi gặp khó khăn, chính là nhờ bán hết số ngọc bích mà vợ tôi để lại mới có thể qua được cơn hoạn nạn. Ngọc bích tăng giá nên tôi mới có tiền vốn, nếu không nhờ vợ tôi cũng không có ngày hôm nay. Chú Cung vô cùng hối hận, năm đó không nên nổi nóng với vợ như thế, nếu không cũng không xảy ra chuyện. Có điều đã đến nước này rồi, hối hận cũng muộn, chỉ đành nghĩ cách để sửa chữa lỗi lầm. Tần Lâm nói, nếu biết được nguồn gốc của tỉ hưu thì dễ làm rồi, tự làm tự chịu, năm đó chú ném vỡ tỉ hưu dẫn đến chuyện ngày hôm nay, vậy thì mời một tỉ hưu khác là được. Chú Cung cau mày, trước đây tôi từng mời rất nhiều tỉ hưu, trong nhà tôi tỉ hưu to nhỏ tổng cộng có mấy chục con, cậu có thể đến nhà tôi xem, nhưng, vẫn không tiến triển. Tần Lâm đáp, không dễ mời tỉ hưu như vậy đâu, thế này đi, cháu đi cùng chú. Được, vậy thì lại phiền cậu rồi. Tần Lâm cùng chú Cung đến cửa hàng ngọc bích mà vợ ông ấy từng mua rồi chọn một con tỉ hưu. Cách chọn tỉ hưu của Tần Lâm rất đơn giản, sau khi vào cửa hàng châu báu. Bảo ông chủ thu hết bảng giá tỉ hưu lại. Với thân phận của chú Cung chắc chắn thích mua đồ trang sức đắt tiền, mọi người đều quan niệm tiền nào của đấy, thực ra cũng có lý. Có nhiều thứ đắt tiền là có lý do của nó. Nhưng tỉ hưu thì không giống, giá khác nhau chỉ vì sự khác biệt về nguyên liệu và kỹ thuật. Nhiều đồ vật có linh hồn không phải càng đắt càng tốt. Rất nhiều đồ vật có linh hồn phải xem ấn tượng đầu tiên, tỉ hưu rất đắt nhưng chưa chắc đã thích. Nhưng có khi lại ngắm chúng tỉ hưu với giá thành rất thấp. Đó chính là ấn tượng đầu tiên. Người chọn ngọc, ngọc cũng đang chọn người. Vì thế chọn không nhìn giá là cách tốt nhất để chọn ra món đồ tâm đắc. Với điều kiện của chú Cung, sau khi vào cửa hàng châu báu, chắc chắn sẽ có chuyên gia đến tiếp đón, đặt bao hết, nhân viên ở quầy lập tức bỏ tất cả bảng giá xuống, để ông ấy chọn. Chú Cung nhanh chóng ưng một con tỉ hưu, cái này bao nhiêu tiền? Tần Lâm lắc đầu. Nếu thích thì không cần phải nhìn giá, chú Cung cũng không thiếu tiền, đưa nhiều một chút, số thừa đem đi quyên góp. Chú Cung sững sờ, ông hiểu ý của Tần Lâm, lập tức quẹt 1 triệu tệ, số còn lại quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng. Tần Lâm không muốn chú Cung nhìn giá, bởi vì ông ấy là thương nhân, bao nhiêu năm qua cũng mua rất nhiều tỉ hưu ngọc bích, trong số đó chắc chắn có món đồ không hề rẻ. Nhưng cái mà ông ấy vừa chọn không đắt bằng những món ở trong nhà. Với tư duy của một người thương nhân như ông, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cái này không tốt. Một khi có thành kiến này, linh tính giữa ông ấy và tỉ hưu này sẽ giảm đi rất nhiều, hiệu quả cũng không cao. Quả nhiên là vậy, sau khi tốn 1 triệu tệ mua con tỉ hưu này, chú Cung cứ cầm trên tay mãi, vô cùng thích nó. Trước cửa quán châu báu đặt một pho tượng Quan Âm, bên dưới có nước chảy, chú Cung đặt tỉ hưu vào bên trong để rửa, ông ấy nói. Trước đây nhân viên đưa cho tôi thứ này, nói là để khử từ. Tỉ hưu đặt trong quầy, mỗi ngày có rất nhiều người sờ qua sờ lại, đương nhiên có rất nhiều từ trường, vì thế mới phải khử từ. Tần Lâm lắc đầu. Không hề có cách này, đơn giản quá, về nhà rồi cháu dạy chú. Sách tỉ hưu mới mua trở về đại viện của nhà họ Cung. Tần Lâm nhìn Hoàng Lịch rồi nói. Hôm nay đúng lúc là ngày tốt, chọn khai quang trong ngày hôm nay đi. Chú Cung sững sờ, cậu muốn tự khai quang sao? Không cần mời hòa thượng ư? Tần Lâm cười đáp, hòa thượng chỉ giúp khai quang bảo vệ bình an cho chú thôi,
công dụng thu hút tài lộc của tỷ hưu rất nhiều, vì thế cao tăng thực sự sẽ không giúp chú khai quang. Đối với người xuất gia, thế gian tất cả đều là hư vô, đương nhiên sẽ không vì tiền mà đi khai quang tỷ hưu cho người khác. Nếu như thực sự có cao tăng đồng ý khai quang chắc chắn không phải cao tăng đắc đạo mà chỉ là hòa thượng giả. Được, cậu Tần, tôi cần phải làm gì? Tần Lâm đáp, cháu chỉ đạo rồi chú làm, những bước tiếp theo chú phải đích thân thực hiện. Đầu tiên dùng nước âm dương rửa sạch tỷ hưu, cũng chính là cái được gọi là khử từ. Nước âm dương, nước không nguồn cùng với nước ngầm. Thứ gọi là nước không nguồn chính là nước mưa trên trời, nước tuyết, lấy nước không nguồn sạch. Còn nước ngầm chính là nước khoáng hoặc nước sông. Sau khi trộn vào là thành nước âm dương, dùng thứ nước đó rửa kỹ càng tỷ hưu, từng bộ phận trên cơ thể đều phải được rửa sạch. Chú cung gật đầu, múc một bát nước sạch từ bể nước mưa ở trong sân, sau đó lấy một chai nước khoáng, trộn hai thứ nước lại với nhau. Lấy một chiếc bát sạch để đựng, đặt tỷ hưu vào trong đó, tỉ mỉ rửa sạch sẽ. Thấy ông ấy rửa xong rồi, Tần Lâm nói. Dùng khăn lau khô. Sau đó quét một lớp dầu thực vật lên trên. Chú cung lấy một chai dầu hướng dương, dùng tay chấm rồi khẽ bôi lên người tỷ hưu. Tần Lâm nói, bước cuối cùng chú trở về phòng của mình, lại dùng dầu thực vật bôi lên mắt của tỷ hưu, đó gọi là khai thiên nhãn. Sau khi khai thiên nhãn coi như đã hoàn thành xong khai quang, nhất định phải để nó chỉ nhìn thấy chú khi mở mắt ra. Chú cung gật đầu, nghiêm túc thực hiện theo bước mà Tần Lâm bảo. Tầm vài phút sau ông ấy bước ra khỏi phòng, tỷ hưu cũng đeo giữa ngực. Tần Lâm gật đầu, cơ bản là xong, cháu sẽ nói vắn tắt những chuyện cần chú ý cho chú. Tỷ hưu sau khi khai quang không thể bị dính vết máu và những thứ bẩn. Bất kỳ vật may mắn nào sau khi khai quang đều không được vấn máu, như thế sẽ làm bẩn linh tính của tỷ hưu, nếu như bị dính thì dùng nước sạch rửa đi là được. Tỷ hưu sau khi khai quang nghiêm cấm người khác tiếp xúc hay chơi đùa. Sau khi nhận chủ tỷ hưu sẽ trung thành bảo vệ chủ nhân và ngậm tài lộc cho người đấy. Sự sờ mó của những người khác sẽ khiến tỷ hưu cảm thấy bị phản bội, ảnh hưởng đến linh tính kêu gọi tài lộc của nó. Tất nhiên rồi, chú cung mời tỷ hưu này không phải để kêu gọi tài lộc, nhưng cũng phải tuân theo điều này. Ngày thường có thể vuốt ve tỷ hưu, như thế sẽ khiến nó cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của chủ nhân, nhưng không được cố ý sờ vào mắt và miệng của nó. Mắt để tìm được tài lộc. Miệng để ngậm tài lộc cho chủ nhân, không được nhầm hai bộ phận này. Tỷ hưu sau khi khai quang cấm đeo trong lúc quan hệ vợ chồng và tắm rửa. Tắm là để gạt bỏ bụi bẩn bám trên người, lúc này không nên đeo tỷ hưu để nó không phải nhìn thấy vật ô uế, lúc quan hệ nên cởi ra để đầu giường hoặc để trong hộp đựng trang sức. Tỷ hưu không thể nhìn ánh sáng mạnh, ánh sáng tự nhiên và ánh sáng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thì không ảnh hưởng gì. Ánh sáng mạnh chỉ đèn nháy. Đèn led, đèn chiếu. Sau khi đeo tỷ hưu, cố gắng không được để xó một góc. Ngày thường ngoại từ khi bắt buộc phải cởi ra thì hãy đeo bên người càng nhiều càng tốt. Để lâu không dùng sẽ khiến tỷ hưu thấy lạ lẫm từ đó trở nên lười nhác. Đó là toàn bộ những điều phải chú ý. Nghe Tần Lâm nói, chú cung gật đầu liên tục, cảm thấy bản thân đã mở mang được tầm hiểu biết. Cảm ơn cậu Tần, hy vọng sau này có thể bình an vô sự. Mặc dù Tần Lâm nói rất chuyên nghiệp nhưng thứ này không thể thấy hiệu quả ngay được, đã từng mời tỷ hưu nhưng chẳng có tác dụng gì, vì thế chú cung mới kích động thái quá như thế. Tần Lâm nói, mời ba người con của chú ra đi, để cháu xem bệnh cho họ. Tần Lâm sững sờ, thật sao? Cậu Tần, có thể khám được bệnh của các con tôi sao? Tần Lâm gật đầu, khó nhất là người con trai út bị mù của chú, phải xem mức độ tổn thương nhãn cầu của cậu ấy. Nếu như nhãn cầu thực sự bị diều hâu mổ mất một mảng thịt lớn, vậy thì cho dù là hoa đà tái thế cũng vô phương cứu chữa. Nhưng nếu chỉ tổn thương bên ngoài võng mạc, đối với Tần Lâm mà nói không phải chuyện quá khó. Nghe Tần Lâm nói thế, chú cung lập tức kích động, vội gọi ba người con ra để anh bắt mạch xem bệnh. Ở nhà chú cung tổng cộng 2 ngày 2 đêm, bệnh của ba người con đã chữa khỏi. Đều không có vấn đề gì lớn, chỉ là vết thương ngoài da. Đặc biệt là người bị gãy chân, đã được Tần Lâm chữa khỏi một cách dễ dàng. Chú cung vô cùng sửng sốt, đây đều là những căn bệnh mà bệnh viện chẩn đoán là khó chữa trị, nhưng vào tay Tần Lâm lại chữa khỏi một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế. Bản lĩnh của Tần Lâm quả nhiên không phải chém gió. Cậu Tần, tôi thực sự phục tay nghề của cậu, tôi vẫn còn một chuyện muốn thỉnh cầu, không biết cậu có thể giúp không?
Tần Lâm cười đáp, giúp người phải giúp đến cùng, cháu đã giúp chú bao nhiêu ngày nay rồi, có vấn đề gì chú cứ nói đi ạ. Chú cùng gật đầu, Tần đại sư yên tâm, sau khi việc hoàn thành xong, tôi sẽ không để cậu phải thiệt thòi. Nói xong, chú cùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lão Phùng, mau đến đây một chuyến, chuyện của anh tôi có cách rồi. Tắt điện thoại, chưa được bao lâu một con xe Rolls Royce lái đến, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, sắc mặt tiều tụy, giữa vùng trán có hắc khí đeo bám, đi tập tễnh. Chú cùng vội đứng dậy tiếp đón. Lão Phùng, sao chân của anh ngày càng tệ vậy? Lão Phùng bất lực lắc đầu, có quỷ mới biết sốt cuộc có chuyện gì, tôi nói rồi tôi bị gao, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại không phải như thế. Tần Lâm nhìn, bước chân của Lão Phùng rất chắc chắn, mặc dù tập tễnh nhưng dồi dào trung khí, không giống với người bị gao. Chú cung thở dài, kéo Lão Phùng ngồi xuống rồi nói. Giới thiệu với cậu, đây là Lão Phùng, Phùng Vân Phi, họ hàng của tôi, con trai cả của tôi với con gái ông ấy là vợ chồng. Vị này là cậu Tần, bệnh của ba người con của tôi đều là cậu ấy chữa khỏi. Phùng Vân Phi nhíu mày, chữa khỏi sao? Giờ thế nào rồi? Chú cung nói, cậu Tần đã chữa khỏi bệnh tàn tật cho ba đứa. Mặt Phùng Vân Phi biến sắc. Thật ư, con rể tôi cũng chữa khỏi rồi sao? Ừ, có điều ba đứa đang nằm trong phòng, đứa cả băng bó toàn thân, 7 ngày sau mới tháo ra, đến lúc đó anh có thể gặp mặt. Chú cung nói như thế, Phùng Vân Phi có chút bán tính bán nghi, lén ra hiệu bằng mắt cho ông ấy, hai người ra sân sau. Tôi nói này anh cung, có khi nào anh bị lừa không? Chú cung lắc đầu, chắc không phải đâu, đây là người mà cháu gái Gia Hân của tôi giới thiệu, khá đáng tin đấy. Ông ấy kể vắn tắt lại quá trình mà Tần Lâm chữa bệnh cho Hồ Gia Hân, sau khi nghe xong, Phùng Vân Phi lắc đầu, không thể tin loại này được, người giả thần giả quỷ đầy rẫy ra. Phùng Vân Phi nói xong, chú cung lắc đầu, chắc không phải đâu. Có thể nhìn ra Phùng Vân Phi là người khá cảnh giác, ông ấy hỏi. Cậu ta đưa ý kiến gì cho anh, nói cho tôi nghe xem nào. Chú cung kể lại chuyện tỳ hưu, nói rõ ràng mạch lạc, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Phùng Vân Phi nghe xong liền cau mày lại, mặc dù nói cũng rõ ràng đâu ra đấy, nhưng vẫn có chút vấn đề, cậu ta không hề giải quyết ngay lập tức tất cả mọi việc của anh. Mời tỳ hưu rồi, nói là sau này có thể chiêu gọi tài lộc xua đuổi tà ma, nhưng chuyện sau này ai biết trước được chứ? Chú cung nói. Nhưng mà cậu ấy đã chữa khỏi bệnh cho ba đứa con của tôi, nói ngay thằng hai, chân của nó đã đỡ hơn nhiều, bây giờ có thể đứng dậy được rồi. Phùng Vân Phi lắc đầu, ông ấy vẫn không tin. Chuyện này cũng chưa chắc, anh cũng nói cậu ta là bác sĩ, biết chữa bệnh là điều đương nhiên, nhưng biết chữa bệnh không có nghĩa là biết những việc khác. Anh cung, anh nghĩ xem, chữa bệnh chỉ kiếm được vài đồng bạc, nhưng xem phong thủy thì khác, thu nhập cao hơn nhiều, nói không chừng cậu ta là kẻ lừa đảo. Chắc con bé Gia Hân cũng bị nó lừa đấy. Ông cung bị Phùng Vân Phi nói cũng thấy hơi lung lay. Vậy anh nói xem phải làm sao? Phùng Vân Phi nghĩ một lát rồi nói, để xem cậu ta nói gì trước đã, nếu nói chuẩn thì tin cậu ta một lần, nếu như nói sai thì lịch sự từ chối, cho ít tiền rồi đuổi đi, giữ thể diện cho con bé Gia Hân. Hai người vẫn khá coi trọng thể diện của Hồ Gia Hân, dù sao thì cũng không thể để cô mất mặt được. Được. Cứ quyết định như thế đi. Hai người quay lại, ngồi trước mặt Tần Lâm rồi nói. Tiểu Tần, cháu giúp Lão Phùng xem bệnh đi, gần đây ông ấy gặp khó khăn trong việc đi lại. Sau khi hai người thương lượng trở lại, tầm mấy phút, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi. Lúc đi vẫn gọi là cậu Tần, bây giờ lại gọi là Tiểu Tần. Tần Lâm cũng hiểu biết sâu rộng, đương nhiên biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là anh không muốn nói thôi. Có điều nếu đối phương vẫn chưa đuổi anh đi chứng minh vẫn có chút tin tưởng, dù sao thì lúc nãy Tần Lâm chữa khỏi bệnh cho người nhà chú cung là sự thật. Tần Lâm nhìn Phùng Vân Phi rồi cau mày lại. Ông Phùng, ấn đường của ông bị đen, gần đây mọi việc đầu không thuận lợi đúng không? Phùng Vân Phi gật đầu, mặt không biểu cảm gì. Điều này không cần anh nói Phùng Vân Phi cũng biết, hơn nữa chuyện ấn đường đen là lý do thường gặp, có thuật sĩ giang hồ nào không biết nói câu này chứ? Tần Lâm cau mày, nếu như người bệnh đã không hợp tác, có sự mâu thuẫn trong lòng như thế thì anh không thể nào chữa được. Hơn nữa Tần Lâm đến là để giúp đỡ chứ không phải cần tiền chữa bệnh, thái độ cũng phải tốt một chút chứ. Nếu đã không có yêu cầu gì cháu xin phép về, chú cung,
nếu có vấn đề gì có thể liên lạc với cháu bất cứ lúc nào. Chú cung sững sờ, không ngờ Tần Lâm lại phản ứng dữ dội như thế, khiến ông ấy hơi khó xử. Tiểu Tần à, bọn chú không có ý đó, cháu đừng hiểu lầm. Dù gì Tần Lâm cũng đã bận bịu suốt hai ngày nay, bọn họ làm như thế khiến người ta cảm thấy không được tín nhiệm. Tần Lâm đáp, không có gì, vốn dĩ cháu cũng chỉ giúp đỡ mà thôi, có vấn đề gì tìm Gia Hân để liên lạc với cháu bất cứ lúc nào. Nói xong Tần Lâm và Hồ Gia Hân quay người rời đi. Ra khỏi cổng, Hồ Gia Hân cau mày nói. Chú Phùng hay suy nghĩ nhiều, Tần Lâm anh đừng hiểu lầm chú ấy. Tần Lâm cười nhạt, tôi không hề để ý, tôi gặp nhiều người như vậy rồi, đặc biệt là loại bệnh này, không phải ai cũng tin. Hồ Gia Hân gật đầu, thực sự lúc cô mới quen Tần Lâm cũng không thể nào tin anh được. Được, vậy về nhà thôi. Muộn rồi, ở nhà tôi nhé. Nghe Hồ Gia Hân nói thế, Tần Lâm sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái. Hồ Gia Hân đỏ mặt, có điều vẫn cố ra vẻ lão luyện. Sao nào, sợ Thanh Thanh ban đêm đến bắt gian dâm trên giường à? Tần Lâm cười gượng, cô nói linh tinh cái gì thế? Hồ Gia Hân cười, chẳng phải vậy sao, anh cũng đâu ngủ với tôi, nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của anh kìa, phòng nhà tôi rộng lắm, có chỗ cho anh ở. Tần Lâm nghĩ một lát rồi gật đầu. Được rồi, dù gì mấy ngày nữa cũng sẽ có người đến tìm tôi. Hồ Gia Hân sững sờ, đến tìm anh, là sao hả? Tần Lâm đáp, mấy ngày nữa cô sẽ biết. Thời gian 7 ngày đã đến, ba đứa con của chú cung cuối cùng cũng đã có thể cắt chỉ. Người con trai cả bị bỏng nghiêm trọng nhất, quấn băng khắp người giống như xác chết vậy, lúc cắt chỉ cả nhà vô cùng căng thẳng lo lắng. Phùng Vân Phi là bố vợ đương nhiên cũng có mặt ở đó, con rể ông vốn dĩ là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, bị thương nặng như thế ông cũng không nỡ nhìn, nhưng ông không thể nào tin được tên Tần Lâm đó. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, tháo hết băng ra, đập vào mắt mọi người là một chàng trai tướng mạo tuấn tú. Chú cung và lão Phùng lập tức mừng rỡ. Thần y, đúng là thần y. Tạm thời không nói đến những việc khác nhưng mà nói về phương diện y thuật của Tần Lâm thực sự chấn động bọn họ. Người con trai cả bị bỏng toàn thân đã chữa khỏi, người con thứ hai có thể đứng dậy đi lại, đứa thứ ba có thể lờ mờ nhìn thấy đồ vật, đợi mấy ngày nữa bình phục hoàn toàn, họ sẽ giống như người khỏe mạnh bình thường. Chú cung mừng rỡ, chuẩn bị gọi điện thông báo cho đứa con gái út, đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn thấy là số của công ty, chú cung vội nhấn nghe. Alo, chủ tịch cung, có một tin tốt, số cổ phiếu mà công ty chúng ta đầu tư trước đó đã tăng lên mức tối đa trong vòng mấy ngày, nếu bây giờ chúng ta bán ra ngoài, ít nhất có thể kiếm được 500 triệu. Chú cung sáng rực mắt, tốt quá rồi. Sau khi dặn dò đơn giản vài câu liền tắt điện thoại, sau đó gọi cho con gái út để thông báo chuyện này. Cô con gái út đang đi du học ở nước ngoài, nghe thấy những tin này cũng thấy vui mừng. Bố, có chuyện này con chưa nói với bố, sợ bố lo lắng, mấy ngày trước con với bạn học lái xe xảy ra tai nạn, mấy người bạn của con đều bị thương phải nhập viện, có mình con không sao. Chú cung lập tức kinh ngạc mừng rỡ. Con gái, con chắc là mình không sao chứ. Xảy ra chuyện của ba đứa con trước nên chú cung đặc biệt lo lắng về phương diện này. Người con gái út gật đầu, bố, con thực sự không sao, bố không cần lo lắng, có thể là do vận may của con quá tốt. Chú cung cau mày, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ông hỏi. Con xảy ra tai nạn vào ngày bao nhiêu? Cách đây mấy hôm, là ngày mùng 8. Mặt chú cung lập tức biến sắc, ngày mùng 8, đó không phải là ngày ông mời tỷ hưu sao? Lẽ nào tỷ hưu thực sự phù hộ cho cả nhà ông? Nếu như không phải vậy, nói không chừng đứa con gái út xảy ra tai nạn sẽ trở thành tàn tật. Chú cung tắt điện thoại, nói chuyện của con gái út cho Phùng Vân Phi nghe. Lão Phùng, bây giờ ông vẫn cho rằng cậu Tần chỉ là bác sĩ sao? Mặt Phùng Vân Phi cũng biến sắc, tất cả những chuyện này không hề đơn giản như thế, lúc nãy ông đã tận mắt chứng kiến mấy đứa cắt chỉ. Hơn nữa cổ phiếu mà chú cung mua cũng đã tăng đến đỉnh điểm, những chuyện này tuyệt đối không phải là điều trùng hợp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.